Y đạo quan đồ, Trương nhất châm. Chương 1601, ám tiễn khó phòng 1. Mâu thuẫn giữa Trần Cương và Trương Dương bắt đầu từ em trai Trần Khải của Y, khi Trương Dương vừa thượng nhiệm, cán bộ đầu tiên bị hắn mang ra khai đao chính là Trần Khải, tuy rằng Trương Dương làm rất kín kẽ, ngoài mặt thì là thính tỉnh đưa ra quyết định, nhưng lý lịch của Trình Diễm Đông, cùng với quan hệ giữa hắn và Trương Dương đã sớm làm bại lộ điểm này, Loại lão thủ chính trị như Trần Cương liếc một cái liền nhìn ra chân tướng. Hạng Thành đối với thủ riêng giữa Trần Cương và Trương Dương không hề có hứng thú quá lớn, nhưng những lời này của Trần Cương vẫn khiến y cảnh giác. Trương Dương ở Tân Hải trở nên càng ngày càng cường thế, chuyện xảy ra hôm nay đã cho thấy đầy đủ, Trương Dương đang dựa theo ý tứ của hắn để từng bước tăng mạnh lực khống chế của hắn đối với Tân Hải. Từ hành vi lần này của hắn cho thấy, thằng ôn này đã dám công nhiên chống lại Bắc Cảng hắn khiêu chiến không phải là quyền uy của một mình viên hiếu công, mà là toàn bộ ban lãnh đạo thành phố Bắc Cảng. Hạng thành nói khẽ, để tổ công tác gây áp lực, mau chóng điều tra rõ sự kiện triệu kim khoa nhảy lầu, đối với người có trách nhiệm tương quan nhất định phải xử lý nghiêm túc. Trần Cương nghe thấy những lời này của hạng thành thì mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, hạng thành rõ ràng đang ám chỉ gì đó, trong lòng y biết rất rõ, gật đầu nói, bí thư hạng yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào. Hạng Thành ngồi vào ô tô của mình, phất phất tay với Trần Cương, đối với Trần Cương Hạng Thành hiểu rất rõ, nói tới thủ đoạn tàn nhẫn, bên trong thường ủy không ai có thể sánh ngang Trần Cương, nhưng người này không hề thiếu khuyết điểm, trong đó tham luyến nữ sắc đã bị rất nhiều người lên án. Hạng Thành ngồi bên trong xe, hồi tưởng lại mấy cuộc đối thoại hôm nay, y tuy rằng rất muốn gõ Trương Dương một chút, nhưng kinh nghiệm trước đó khiến y hiểu rõ, thằng ôn Trương Dương này chưa chắc đã chịu nghe lời y, không khéo cuối cùng còn gặp phải đầy một bụng tức từ khi biết quan hệ của Tiết Lão và Trương Dương, hạng thành đối đãi với Trương Dương so với trước đây thì khoan dung hơn rất nhiều, đương nhiên đây chỉ là ngoài mặt, dưới tiền để có thể, y tận lực tránh phát sinh xung đột trực tiếp với Trương Dương. Hạng thành nhớ tới một người, gần đây Phó Bí Thư Thị ủy tưởng Hồng Cương và Trương Dương đi lại rất thân thiết, có lẽ chuyện này nên giao cho hắn đi làm. Viên Hiếu công lạnh lùng nhìn Trình Diễm Đông, chuyện hôm nay đã triệt để chọc giận y, khi đối mặt với Trương Dương y còn có kiêng kỵ, nhưng một mình đối mặt với cấp dưới trình diễm đông, y lập tức thể hiện ra khí thế từ trên cao nhìn xuống. Vẻ mặt của trình diễm đông rất bình thản, không biểu hiện ra bất kỳ thành phần trột dạ nào, cho dù là đối mặt vị lãnh đạo trực tiếp này, cho dù viên hiếu công đã tạo ra cho hắn một loại uy áp vô hình, trình diễm đông vẫn bất phi sở động. Hắn đối với hậu quả mà hành động lần này có thể dẫn tới đã có chuẩn bị đầy đủ, cơn tức của viên hiếu công phải tìm một chỗ phát tiết, mình không nghi ngờ gì nữa là đối tượng thích hợp nhất. Trình Diễm Đông nói, viên cục tìm tôi có việc gì? Audio điện tử võ tấn bền. Viên Hiếu công hung hăng vỗ bàn một cái, giết ra hai chữ qua kẽ răng, làm bừa. Vẻ mặt Trình Diễm Đông vẫn không dao động, viên cục, chuyện hôm nay tôi không muốn giải thích, dưới tình huống khẩn cấp đó, tôi chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Viên Hiếu công tức giận nói tức giận nói, Trương Dương không phải người trong hệ thống công an, hắn không biết quy tắc của chúng ta nhưng nhưng anh biết, hành động vượt giới hạn. Tôi không phản đối anh đi đả hắc trừ ác, nhưng anh đối với đồng chí của mình tốt xấu gì cũng phải biểu hiện ra một tia tôn trọng, cách làm như vậy của anh đã xúc phạm nghiêm trọng tới tình cảm của các đồng chí. Hệ thống công an của chúng ta là một chỉnh thể, mỗi một kế hoạch, mỗi một lần hành động đều phải có cái nhìn đại cục, không thể chỉ lo thể hiện mình." Trình Diễm Đông nói, "Viên cục, tôi không muốn thể hiện gì cả, tất cả những gì tôi làm đều là chuyện mà cảnh sát nên làm." trình diễm đông quả nhiên là cùng một đường với trương dương cho rằng có trương dương làm chỗ sửa thằng cha này thằng cha này cũng có can đảm chống đối phạm thượng không ngờ đối với một cục trưởng công an như y cũng không thèm nể mặt viên hiếu công nói trình diễm đông không cần tôi nhắc nhở anh thân phận của anh là gì anh nên chịu trách nhiệm trước ai súng trên tay anh nên nghe ai chỉ huy trình diễm đông không chút do dự hồi đáp nghe đảng chỉ huy đảng chỉ huy súng cho nên tôi không có lý do gì không nghe mệnh lệnh của bí thư trương viên hiếu công bị trình diễm đông chọc cho tức giận đến nỗi cứng họng anh thằng cha này quả nhiên từ trên người trương dương học được ba phần đạo hạch chẳng trách nói chuyện thượng bất chính hạ tắc loạn viên hiếu công oán hận gật đầu nói tốt 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 trình diễm đông anh trở về kiểm điểm một chút cho tôi chuyện hôm nay sẽ không như vậy là xong đâu trình diễm đông nói viên cục không có chuyện gì thì tôi đi trước hạng thành bảo tưởng hồng cương tìm trương dương nói chuyện tưởng hồng cương không thể không nhận chuyên này trong chuyện này hắn cũng không có chỗ nào khó xử cả, định vị của hắn là phải dùng góc độ của người bàng quan để nhìn biến động chính trị của Bắc Cảng. Trong chuyện này, hắn chỉ là một người truyền lời và người phân tích, tuyệt đối sẽ không làm thuyết khách cho hạng thành, hắn sẽ không dễ dàng để bị người khác lợi dụng, muốn lợi dụng cũng phải là hắn đi lợi dụng người khác. Kế hoạch vốn có của Trương Dương là cùng bọn Kiều Mộng Viện tới Bạch Đảo nhưng nhưng tưởng Hồng Cương hẹn gặp khiến hắn không thể không từ bỏ quyết định này. 6 giờ tối, Trương Dương tới viện gia thuộc thị ủy thành phố Bắc Cảng, tới tiểu lâu số 3, lần đầu tiên bước vào nhà của vị phó bí thư thị ủy này. Nếu là lần đầu tiên tới, nhất định phải mang chút quà, Trương Dương mang theo một bó hoa tươi, hoa là tặng cho Thích Vân Châu, vợ của Tưởng Hồng Cương, Thích Vân Châu công tác ở bộ phận hội trường, bọn họ có một đôi con gái song sinh, trước mắt đều đi học ở bên ngoài, bình thường chỉ có hai vợ chồng ở nhà. Thích Vân Châu mỉm cười nhận lấy hoa tươi mà Trương Dương tặng. Cô ta đánh giá Trương Dương một chút rồi nói, "Trương Dương, bình thường nghe lão tưởng nhà tôi nhắc tới cậu nhiều rồi." Trương Dương cười nói, "Bí thư tưởng luôn rất chiếu cố tôi." Tưởng Hồng Cương cười, cười cười, "Đừng đứng ở cửa nữa, mau vào đi." Thích Vân Châu ngửi ngửi hoa tươi, nói "Tôi và lão tưởng kết hôn đã 30 năm, nhưng chưa bao giờ nhận được một bó hoa tươi nào từ hắn." Tưởng Hồng Cương cười nói, "So lãng mạn thì tôi không bằng người tuổi trẻ này." hơn nữa chúng ta đã là lão phu lão thê không thịnh hành thứ này thích vân châu đem hoa tươi cắm ở trong bình hoa trương dương lưu ý thấy trong nhà ăn đã dọn xong rượu và thức ăn tưởng hồng cương mời trương dương ngồi xuống thích vân châu thì không ngồi xuống sau khi đưa hai món ăn lên thì cởi bỏ tạp dề cười nói với trương dương trương dương các anh chậm rãi tán gẫu tôi ra ngoài trương dương có chút kỳ quái nghĩ thầm mình vừa tới sao thích vân châu lại đi Tưởng Hồng Cương cười cười giải thích, chỉ cậu mỗi ngày đều qua thăm nhà cha mẹ, bọn họ sống ngay ở khu nhà bên cạnh. Trương Dương cũng hiểu rõ thích Vân Châu rời đi 89 phần 10 là để lưu lại không gian nói chuyện riêng cho mình và Tưởng Hồng Cương. Tưởng Hồng Cương và Trương Dương uống một chén rượu, hắn chậm rãi bỏ chén xuống, "Trương Dương, cậu biết tôi vì sao gọi cậu tới không?" Trương Dương bật cười, thật ra trước khi đến hắn cũng đã đoán được mục đích Tưởng Hồng Cương tìm mình, khẳng định là vì chuyện xảy ra ban ngày hôm nay trương dương nói bí thư tưởng là tự tìm tôi hay là người khác cắt cử anh tìm tôi tưởng hồng cương thầm khen thằng ôn này thông minh liếc một cái liền nhìn ra mục đích của mình tưởng hồng cương nói trương dương cậu hôm nay đã khiến hệ thống công an bắc cảng mất hết mặt mũi viên hiếu công tức giận đến nỗi như phát điên trương dương nói hắn có gì mà phải tức giận án xảy ra ở bắc cảng bọn họ không phá được hiện tại cảnh sát tân hải chúng tôi hỗ trợ phá tìm được xe bị mất bọn họ nên cao hứng mới đúng chứ Tưởng Hồng Cương nói, các lãnh đạo cho rằng cách làm lần này của cậu thiếu cái nhìn đại cục, làm thương tổn tới tình cảm đồng chí. Các lãnh đạo trong miệng tưởng Hồng Cương không ngoài hai người, ở Bắc Cảng, có thể được hắn gọi là lãnh đạo một là Hạng Thành, một là Cung Hoàn Sơn. Trương Dương nói, bí thư tưởng, anh cho rằng tôi nên làm như thế nào? Trước tiên thông chi cho phân cục công an cảng khu mới, sau đó bọn họ phái ra cảnh lực tới bắt người. Chờ bọn họ xuất động chỉ sợ Hưng Long Hiệu đã nhổ neo đi rồi, hơn nữa, tôi không tín nhiệm bọn họ, ai biết bên trong bọn họ có phải có người để lộ bí mật hay không. Tưởng Hồng Cương không phủ nhận những lời của Trương Dương là rất có khả năng, hắn thở dài, Trương Dương, có đôi khi không thể kết thù kết oán quá nhiều, theo như tôi biết, đồng chí của ngành cục công an, ủy ban chính pháp, ủy ban kỷ luật rất có ý kiến đối với cậu, điều này rất bất lợi đối với khai triển công tác về sau của cậu. Trương Dương khinh thường nói, trọng tâm công tác của tôi là ở Tân Hải, Bọn họ có bản lĩnh thì cứ đi giày nhỏ cho tôi đi. Chương 1602, ám tiến khó phòng 2. Tưởng Hồng Cương nghe thấy những lời này của Trương Dương, trong lòng thầm hâm mộ, đây là sức mạnh, sức mạnh của Trương Dương không phải là là đến từ năng lực của hắn, trên thực tế Tưởng Hồng Cương không cho rằng năng lực của Trương Dương mạnh bao nhiêu, lịch duyệt chính trị và thủ đoạn chính trị Trương Dương Trương Dương căn bản không thể so sánh với hắn, nhưng Trương Dương chính là có sức mạnh như vậy. Sức mạnh của hắn đến từ chính bối cảnh của hắn, trên quan trường bất kể anh có bao nhiêu năng lực. Một ưu thế bối cảnh đã đủ để mở cho anh 10 con đường, nhìn thấy sự đắc ý của Trương Dương, hắn không khỏi liên tưởng tới sự thất ý của mình, Tưởng Hồng Cương cầm chén rượu lên uống cạn, nói khẽ trên sĩ đồ, chúng ta đều là chân trần đi đường, cho dù là một cái đinh nho nhỏ cũng có thể khiến cho chân cậu chảy máu. Trương Dương biết Tưởng Hồng Cương đang hảo tâm nhắc nhở mình, hắn rót đầy rượu cho Tưởng Hồng Cương cũng lý với hắn, bí thư tưởng, biết tôi vì sao không thông chi cho cảnh sát bắc cảng trước không? Tưởng Hồng Cương không nói gì, hai mắt thâm trầm lẳng lặng đợi Trương Dương giải thích. Trương Dương nói, chúng tôi nhận được tin tức, hưng long hiệu này cùng với hàng hóa bên trên tất cả là của viên hiếu nông. Tưởng Hồng Cương nhíu mày, cậu là nói viên hiếu nông của thương mẫu Minh Đức, em trai của đồng chí hiếu công ư. Trương Dương gật đầu nói, lo lắng có tin tức tiết lộ ra ngoài, cho nên mới áp dụng hành động đột nhiên, quả nhiên bắt được cả người và tang vật. Tưởng Hồng Cương nói, cậu có chứng cứ chứng minh chuyện này có liên quan tới viên hiếu nông không? Trương Dương lắc đầu nói, không có, nếu tôi có thể tìm được chứng cứ, viên hiếu công cũng sẽ không bám lấy chuyện này không tha. Thuyền được đăng ký dưới tên người khác, hàng hóa cũng không thể chứng minh là của hắn. Tưởng Hồng Cương nói, vậy thì là không có chứng cứ. Trương Dương nói, rồi sẽ tìm được chứng cứ. Tưởng Hồng Cương thở dài, tôi hiểu rồi. Trương Dương nói: "Bí thư tưởng, hôm nay chúng tôi ở trên Hưng Long hiệu chẳng những tìm được rất nhiều xe lậu, hơn nữa còn hơn nữa còn tra được rượu vang buôn lậu giá trị 500 vạn nguyên, cái này có tính là đại án không?" Tưởng Hồng Cương có chút giật mình nói: "Nghiêm trọng như vậy ư?" Trương Dương nói: "Tôi thật sự có chút buồn bực, chúng tôi đã hắc trừ ác trừ ác có gì sai? Hiện tại chúng tôi tìm được rất nhiều tang vật và hàng hóa buôn lậu, nhưng lãnh đạo chẳng những không khen ngợi chúng tôi, ngược lại lên án công khai chúng tôi." thế có phải là có chút không bình thường hay không? Tôi muốn hỏi một chút, rốt cuộc là kết quả quan trọng hay là quy tắc quan trọng? Tưởng Hồng Cương nói, nhân sinh chỉ là một cuộc chơi, có lớn có nhỏ, nhưng mỗi trò chơi đều sẽ có quy tắc, anh làm trái với quy tắc, người tức giận đầu tiên chính là người chế định quy tắc. Trương Dương, tôi nghĩ, tôi không cần phải nhắc đến những lời như cây cao gió cả, cho dù là lưng của cậu có thể đỡ được mưa rông bão tố, nhưng cây cối bên cạnh cậu chưa chắc đã có thể chịu được khảo nghiệm như cậu trương dương nhấp ngụm rượu nghiền ngẫm những lời này của tưởng hồng cương hắn nói khẽ bí thư tưởng trước khi tôi đến bắc cảng đã nghe nói nạn buôn lậu ở bắc cảng rất ngang ngược chuyện này có phải là sự thật hay không tưởng hồng cương thở dài nói hai chuyện này chính là u ác tính kìm hãm sự phát triển của bắc cảng cho dù cắt được khối u thì trong ngắn hạn cũng không thể thanh trừ triệt để trừ bởi vì hắn tạm dừng một chút rồi lại nói chứng bệnh đã sớm khuếch tán rồi từ trong những lời này của tưởng Hồng Cương Trương Dương đã cảm nhận được sự bất đắc dĩ của hắn. Hai người kế tiếp không nói chuyện chính vụ nữa, chỉ nói chuyện phiếm vài câu rồi 8 giờ rưỡi Trương Dương đề xuất cáo từ. Lái chiếc Mercedes Việt giã của Kiều Mộng Viện vừa rời khỏi viện ra thuộc thị ủy thì di động của Trương Dương đổ chuông, hắn cầm điện thoại, nghe thấy giọng nói thần bí mà hắn vẫn đang chờ mong đó. Bí thư Trương, anh quả nhiên không khiến tôi thất vọng. Trương Dương đỗ xe vào ven đường, quan sát chung quanh một chút rồi nói khẽ, để anh nói chúng rồi, cây gậy này không đánh chúng được Diêm Vương. Đối phương bật cười, thỏ khôn có ba hang, không dễ dàng bị anh xóa sạch như vậy đâu. Trương Dương nói, viên hiếu công có phải cũng có vấn đề không? Đối phương nói, bí thư Trương, chuyện không có chứng cứ tôi sẽ không nói lung tung, hôm nay tôi gọi điện thoại tới là muốn nhắc nhở anh, anh đã chọc giận một số người, bọn họ rất có thể sẽ xuống tay đối với anh. Trương Dương nói, ai lớn gan như vậy, cứ để hắn phóng ngựa tới đây đi. Minh thường dễ tránh, ám tiến khó phòng, bí thư Trương, tôi khuyên anh cẩn thận vẫn tốt hơn. Trương Dương nói, trong tay anh rốt cuộc có chứng cứ có thể chứng minh chuyện của Hưng Long Hiệu là viên hiếu nông gây nên hay không? Đối phương không hề trực tiếp trả lời vấn đề của Trương Dương, Bắc Cảng là một vũng bùn lớn, ở đây có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn là rất khó, rất nhiều người sẽ bị nước bùn nuốt trọn, biết mã thiên lý không? Trương Dương chưa từng nghe nói tới cái tên này, hắn lắc đầu nói, không biết. Đi tìm hiểu đi, đúng rồi, bí thư Trương, đừng quên lời nói của tôi, mình thường dễ tránh, ám tiến khó phòng. Sau khi kết thúc trò chuyện, Trương Dương trực tiếp gọi cho Trình Diễm Đông, bảo Trình Diễm Đông tra cái tên mã Thiên Lý, Trình Diễm Đông bên kia ngây ra một thoáng rồi nói, Mã Thiên Lý là tiền cục trưởng công an Bắc Cảng, ba năm trước đã bị bệnh mà chết. Trương Dương nghe vậy không khỏi nhíu mày hắn tin đối phương sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới cái tên này. chẳng lẽ cái chết của mã thiên lý có gì đó khả nghi? hắn thấp giọng dặn dò, tra kỹ chuyện của mã thiên lý đi. chuyện này nhất định phải tiến hành bí mật, đừng cho những người khác biết. trình diễm đông ừ một tiếng. trương dương nói, viên hiếu công có làm khó anh hay không? trình diễm đông nói, hắn nói một đống đạo lý với tôi, tôi nói với hắn là đảng chỉ huy súng, tôi phải nghe theo bí thư đảng ủy. Trương Dương nghe vậy thì phá lên cười. Lúc này, ba anh em viên hiếu nông và viên hiếu binh, viên hiếu thương đều tụ họp ở trên phố uống rượu, viên hiếu nông tâm tình vô cùng ác liệt, lão tam viên hiếu binh vỗ vai hắn, nói vỗ vai hắn, nói, nhị ca, tiền tài là vật ngoài thân, bình an là quan trọng nhất. Viên hiếu nông cầm chén rượu uống cạn, nói cậu nói nghe dễ nhỉ, tôi và lão tứ tổng cộng tổn thất hơn 2.000 vạn, đấy là còn chưa tính con thuyền đó, mà cửu theo tôi mười mấy năm, Hiện tại hắn phải gánh tội cho tôi. Khi Viên Hiếu Nông nói những lời này thì cảm thấy áy náy, hắn vươn tay ra cầm bình rượu, lại bị Viên Hiếu Thương giữ lại, "Nhị ca, anh uống say rồi, đừng uống nữa." Viên Hiếu Nông căm tức nhìn hắn, nói "Cút ngay, chuyện của tôi không cần cậu lo." Viên Hiếu Thương nói, "Nhị ca, chuyện đã như vậy rồi, anh tức giận cũng vô ích. Lúc trước các huynh đệ không phải đã khuyên anh rồi ư, không thể đụng vào xe đen, nhất là xe xịn." người có thể mua chiếc xe mấy trăm vạn, ai mà không có năng lực chứ. Nhưng anh cố tình không nghe, chỉ nhìn chằm chằm vào cái lợi nhỏ này, hiện tại gặp phiền toái rồi. Thấy không? Viên hiếu nông thô bạo đẩy cánh tay hắn ra, cầm lấy bình rượu ngửa cổ uống một hơi. Viên hiếu thương vốn định đoạt lại bình rượu thì lại bị lão tam viên hiếu binh dùng mắt ngăn lại. Là huynh đệ đều hiểu lão nhị này, rất coi trọng tiền, tổn thất lần này lớn như vậy, viên hiếu nông đau như cắt da cắt thịt, Viên hiếu thương thẩm oán một câu trong lòng, ý thức nông dân cá thể. Viên hiếu nông ném mạnh bình rượu lên bàn, liếc tứ đệ viên hiếu thương, nói, lão tứ, tôi biết cậu oán tôi, tôi nói rồi, tổn thất lần này tôi chịu, cậu tổn thất bao nhiêu tôi sẽ đền cậu bấy nhiêu. Viên hiếu thương lắc đầu nói, nhị ca, anh hiểu lầm em rồi, chúng ta là đệ ruột thịt. 500 vạn không tính là gì cả, đừng nói là 500 vạn, cho dù là 5.000 vạn, em cũng sẽ không nói nửa chữ, nhưng em hy vọng anh có thể nhận được bài học, sau này làm việc phải cẩn thận một chút. Viên Hiếu nông tức giận nói, không cần cậu dạy khôn tôi. Viên Hiếu thương nói, nhị ca, lần này coi như chúng ta may mắn, lúc trước phòng ngừa chu đáo, đăng ký con thuyền này dưới tên của người khác, nếu có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy thuyền là của chúng ta, hàng là của chúng ta, chúng ta xong rồi. Làm cái nghề này như sống trên mũi dao, hơi không cẩn thận một chút là thua cả bàn, Viên Hiếu Binh nói, trên điểm này tôi đồng ý với cái nhìn của Lão Tam. Viên Hiếu Nông nói, đều là tôi sai, tôi đáng chết được chưa? Viên Hiếu Binh và Viên Hiếu thương liếc mắt nhìn nhau, hai người đều lộ vẻ bất đắc dĩ, vị nhị ca này quả thực không thể khiến người ta bớt lo. Viên Hiếu Nông nghiến răng nghiến lợi nói, Trương Dương hắn có gì hơn người chứ? Người khác sợ hắn nhưng Lão Tử không sợ hắn, con rể của bí thư tỉnh ủy thì sao? Đắc tội với tôi thì tôi sẽ bắt hắn phải trả giá bằng máu viên hiếu thương nghe vậy thì kinh hãi hắn hắn vội vàng nói nhị ca anh không thể dính vào hắn được hiện tại phong đầu đang găng anh trăm ngàn lầm đừng làm việc ngu ngốc viên hiếu binh gật đầu nói nhị ca chúng ta là cầu đừng đấu với hắn hai người đều rất lo lắng sợ lão nhị nhất thời quẫn quá làm làm chuyện gì sai lầm tới lúc đó thì khó mà thu thập được viên hiếu nông tức giận nói tất cả là bọn đéo có chim đây là bắc cảng chẳng lẽ huynh đệ chúng ta bị người khác khi dễ thì chỉ có thể bị đánh rất răng cửa thì nuốt vào bụng ư? Người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Về sau còn ai để chúng ta vào mắt nữa? chương 1603, ám tiến khó phòng 3 Viên Hiếu thương tận tình khuyên bảo, nhị ca, anh trăm ngàn đừng có dính vào, chúng ta tuy rằng tổn thất không nhỏ, nhưng chỉ cần phong đầu qua đi, không lâu nữa chúng ta có thể kiếm lại được tiền, nơi này là Bắc Cảng không phải không phải Tân Hải, hắn lần này vượt địa bàn đã khiến rất nhiều người bất mãn hơn nữa lần này sự xuất hữu nhân là bởi vì anh nhận xe của kiều mộng viện cho nên mới dẫn hắn tới nếu không thì hắn cũng không tới bắc cảng đâu trong mắt viên hiếu thương chuyện lần này tất cả đều trách lão nhị trương dương là ai thì bọn họ đều biết thằng ôn đó trước giờ luôn là hạng ngang tàng hắn không đi chọc người ta là may rồi lão nhị không ngờ chủ động đi trêu chọc hắn thế không phải là phạm tiện ư viên hiếu binh nói nhị ca từ xưa đến nay, dân không đấu lại quan, lão tứ nói đúng, ngay từ đầu chúng ta đã không chiếm lý rồi, anh không nhận cái xe đi thì cũng không đến nỗi rước hỏa vào thân. Viên Hiếu Nông nói, tôi không nuốt trôi cục tức này. Huynh đệ chúng ta có bao giờ bị người ta khi dễ như vậy đâu. Viên Hiếu Binh nói, lui một bước là gió êm sóng lặng, nhưng ba phần là trời cao biển rộng, tiền tài là vật ngoài thật, có điều chuyện phát sinh hôm nay em vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, Chúng ta làm việc luôn luôn cẩn thận tin tức hắn sao biết được tin tức, hơn nữa căn cứ vào tình huống mà em tìm hiểu được, lúc ấy mục đích của Trương Dương rất rõ ràng, đến thẳng bến tàu số 7, sau khi lên thuyền thì trực tiếp tìm được container số 32, đây không phải là trùng hợp chứ?" Viên Hiếu Thương nói, "Em cũng thấy rất kỳ quái, khẳng định có người để lộ bí mật, vấn đề rất có thể xuất hiện trong nội bộ của chúng ta." Viên hiếu nông tràn ngập sát khí nói, chỉ cần để tôi tìm ra là thằng nào thì tôi sẽ băm thây hắn làm vạn mảnh. Viên hiếu thương nói, nhị ca, em cho rằng, chúng ta hiện tại phải lấy tính chế động, không được làm gì cả, trương dương này rất khó đối phó, một khi bị hắn chú ý, không biết sẽ gặp có bao nhiêu phiền toái, hiện tại nếu ma cửu đã gánh tội, vụ án này đã kết thúc, tổn thất chúng ta cứ chịu. Viên hiếu binh nói, nếu có người bán đứng chúng ta, mục đích bán đứng bán đứng chúng ta là gì? có thể nhận được lợi ích gì từ việc này. Viên Hiếu thương nói, có hai loại khả năng, một loại là cừu gia, một loại là đối thủ cạnh tranh, chúng ta làm sinh ý này bao năm nay, không biết có bao nhiêu người thầm đỏ mắt. Viên Hiếu nông nói, có phải Lão Đinh hay không, tôi nghe nói hắn và Trương Dương đi lại rất thân thiết. Viên Hiếu thương nói, khó nói lắm, mọi người đều không sạch sẽ gì, nếu một nhà gặp chuyện không may, nhà khác cũng sẽ khó sống, đây là môi hở răng lạnh. Viên hiếu binh nói, lòng người cách cái bụng, ai biết người khác nghĩ như thế nào. Nhìn thấy một khối thịt béo, có ai mà không muốn độc chiếm. Viên hiếu nông lại uống mấy ngụm, chuyện này sẽ không như vậy là xong đâu. Viên hiếu thương nói, nhị ca. Viên hiếu nông nói, cậu yên tâm đi, tôi biết nên làm như thế nào, hiện tại găng như vậy, tôi cũng không phải là kẻ ngốc, không làm ra chuyện ngu ngốc đâu. Hắn uống xong bình rượu đó rồi đẩy sang một bên, lão đảo đứng dậy, tôi đi trước ngày mai là mùng 1, anh em chúng ta tới chùa Tề Vân Dân Hương, giải xui. Viên Hiếu Binh nói, ý kiến hay. Hai huynh đệ nhìn Viên Hiếu Nông rời đi, sau khi cửa phòng đóng lại, cơ hồ đồng thời thở dài. Viên Hiếu Binh nói, Lão Tứ, lần này cậu tổng cộng tổn thất bao nhiêu? Viên Hiếu Thương lắc đầu nói, không nhắc nữa, tiền có thể kiếm lại, không gì quan trọng bằng tình cảm huynh đệ. Viên Hiếu Binh ôm vai hắn vỗ vỗ, nói, sau khi chuyện này bình ổn, chúng ta khuyên nhủ lão nhị, hắn không thích hợp làm nghề này. Viên Hiếu thương nói, anh khuyên được hắn ư. Viên Hiếu binh nói, tầm mắt của lão nhị quá thiền cận, cho dù là cái lợi nhỏ như cái định cũng sẽ khiến hắn động lòng. Cậu nói không sai, hắn chính là ý thức nông dân cá thể, nếu cứ để hắn làm tiếp như vậy, huynh đệ chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn hại chết. Viên Hiếu thương nói, tìm đại ca thương lượng đi, với tính tình của lão nhị căn bản sẽ không nghe chúng ta. Trương Dương nhìn đồng hồ, hắn gọi điện thoại cho kiều mộng viện giọng nói của kiều mộng viện lộ ra vẻ vô cùng khoái trá bí thư trương anh xong việc chưa trương dương thở dài nói đành chịu thôi người trong quan trường thân bất do kỷ hắn nghe thấy đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười không khỏi cười nói làm gì vậy hình như rất náo nhiệt à đừng lửa trại ở bờ biển mấy người chúng tôi cùng nhau ăn đồ nướng tương hoa quả đến rồi đang liên tục hỏi anh ở đâu Đúng rồi, còn có mấy bằng hữu mà anh không ngờ nữa cơ." Trương Dương nói, "Vậy tôi tới đây." Kiều Mộng Viện mỉm cười nói, "Để tôi bảo Mạch Kỳ Nhi phái du thuyền tới tiếp anh." Trương Dương cười nói, "Không cần phải phiền toái như vậy, trước 10 giờ ở cảng có cano, tôi tự thuê thuyền tới." Kiều Mộng Viện nói, "Được, tôi sẽ không nói với họ, đợi anh tới khiến họ bất ngờ." Trương Dương lái xe tới bến tàu, du thuyền tới Bạch đảo đã ngừng chờ khách. Có điều mỗi tối đều có cano tư nhân đi lại, sau 10 giờ thì tất cả thuyền mới ngừng đi. Trương Dương đỗ xe việt giá ở bãi đỗ xe, lập tức liền có thuyền lão đại tới đón, sau khi mặc cả giá, đối phương lái cano đưa hắn tới Bạch đảo. Từ bến tàu đến Bạch đảo mất 15 phút đồng hồ, tối hôm đó thời tiết rất tốt, trăng rất sáng, gió êm sóng lặng. Thuyền lão đại nói với Trương Dương, quá 7 giờ thì rất ít người tới Bạch đảo, về phần vịnh Thất Thải thì là lãnh địa tư nhân, thuyền từ ngoài tới không vào được. Trương Dương cười nói, không sao, anh cứ đi đi, bạn tôi đã ở đó chờ. Thuyền lão đại nói, vịnh thất thải cũng không phải là địa phương của người thường, ông chủ tiêu quốc thành của nơi đó là người giàu nhất Bắc Cảng, tập đoàn Hoa Quang và dịch ra liên tỏa tất cả là của hắn, đúng rồi còn có bạch đảo Long Ngâm Các, quan đề số 1, nghe nói hắn có tới cả mấy tỷ, xếp rất cao trong nước. Hắn nói xong nhìn nhìn Trương Dương, anh à bằng hữu của hắn ư. Trương Dương cười cười không nói gì, trên bãi biển không biết là ai đốt lửa, từng làn khói bốc lên cao, trên trời trong nháy mắt xuất hiện thế giới đèn đuốc rực rỡ, ánh mắt trương dương bị thế giới sáng rực trước mắt hấp dẫn. Thuyền lão đại điều khiển cano, một con thuyền đánh cá đi qua bên cạnh, tốc độ bỗng nhiên chậm lại, trương dương quay đầu lại, bỗng nhiên nhìn thấy trên chiếc thuyền bên cạnh lóe lên ánh sáng, hắn vô thức cúi người xuống, nghe thấy một tiếng rít bay sượt qua phía trên người hắn. Lập tức nhìn thấy từng đạo hỏa tuyến điên cuồng phóng tới cano, tốc độ phản ứng của thuyền lão đại không kém gì Trương Dương, hắn mặc kệ cano của mình, tung mình nhảy vào trong nước, cano bị bắn thủng lỗ chỗ, Trương Dương trước khi hỏa lực hoàn toàn bao trùm cano cũng nhảy xuống, khoảnh khắc xuống dưới nước, cảm thấy đùi giống như bị muối, hắn ý thức được mình đã trúng đạn, vội vàng lặn sâu xuống nước, từng viên đạn bắn vào trong nước, Trương Dương lúc này mới nhớ tới những lời mà thần bí nhân nhắc nhở mình. Điều hắn hiện tại có thể làm chỉ là tận khả năng lặn xuống phía dưới, tránh thoát khỏi tầm bắn của đạn. Cano bị hỏa lực điên cuồng bắn cho thủng lỗ chỗ như tổ ong, cuối cùng bình xăng bắt lửa nổ tung, mặt biển giống như giấy lên một quả cầu lửa cực lớn. Chiếc thuyền đánh cá đó tiếp tục bắn thêm khoảng 3 phút rồi lái đi. Trương đại quan nhân không ngờ trong nước lại phát sinh loại hành vi mưu sát cán bộ quốc gia trắng trợn như vậy, thằng ôn này phân biệt phương hướng, lặn về phía bạch đảo, sau khi bơi được một đoạn thì mới chậm rãi trồi lên mặt nước, cano bị cháy đã hoàn toàn biến mất trên mặt biển, còn thuyền đánh cá tấn công hắn thì đã trở thành một điểm đen nhỏ xíu, không lâu sau liền hoàn toàn biến mất. Trương Dương hít một hơi, cảm thấy đùi phải trở nên càng lúc càng đau, đây là do nước biển ngấm vào vết thương, nơi này cách bạch đảo cũng không xa, Trương Dương phong bế huyệt đạo của mình, tránh cho vết thương tiếp tục chảy máu, sau đó chịu đựng đau đớn bơi về phía bạch đảo. Vết thương ở chân dù sao cũng tạo thành ảnh hưởng tới hành động của hắn, đoạn khoảng cách không xa này, Trương Dương bơi ước chừng một giờ mới đến được bờ cát, di động của hắn dính nước đã không thể sử dụng, cũng may tính năng chống nước của đồng hồ rất tốt, nhìn thời gian thì đã là 11 giờ rồi, Trương Dương xé quần, dưới ánh đèn đường buộc lại vết thương, ở phần sườn đùi có một vết đạn nhìn thấy ghê người, viên đạn vẫn kẹt ở bên trong, nhưng chắc không không có thương tổn tới xương cốt của hắn. Trương Dương cắn chặt răng, khập khiếng đi về phía trạm điện thoại công cộng cách đó không xa, từ trong túi quần móc ra mấy đồng xu bỏ vào khi Tiêu Mân Hồng và Kiều Mộng Viện cùng nhau tới trạm điện thoại công cộng đón Trương Dương, nhìn thấy hắn ướt sũng đứng đó, đều lắp bắp kinh hãi, bởi vì mất máu không ít, hơn nữa phủ dưới ánh trăng, sắc mặt Trương Dương lộ ra vẻ tái nhợt, hắn cười cười khập khiếng đi tới trước xe, mở cửa xe ngồi vào. Kiều Mộng Viện kinh hô, anh sao thế? Trương Dương nói, không sao, bị mũi đốt, hắn hỏi mượn Tiêu Mân Hồng di động để liên lạc với Trình Diễm Đông trải qua Trương Dương kể lại chuyện vừa rồi với Trình Diễm Đông, Kiều Mộng Viện và Tiêu Mân Hồng cũng hiểu được chân tướng của chuyện này. Trương Dương bảo Trình Diễm Đông lập tức liên hệ với phương diện tương quan, tiến hành điều tra hải vực nơi mình gặp chuyện, xem xem có tìm được thuyền lão đại chờ mình không. Bởi vì chuyện phát sinh quá đột nhiên, Trương Dương không thể nhớ được đặc điểm cụ thể của thuyền đánh cá tập kích bọn họ, nếu tìm được thuyền lão đại đó, có lẽ có thể tìm được một số manh mối. Trương Dương không quên nhắc nhở Trình Diễm Đông, trước khi phát hiện manh mối đừng tiết lộ chuyện mình bị tập kích ra ngoài, chỉ nói là tai nạn thuyền bè. Trường 1604, ám tiến khó phòng 4. trương Dương buông điện thoại, Tiêu Mân Hồng nói, tôi lập tức bảo ngươi đưa anh tới bệnh viện. trương Dương lắc đầu nói, không cần, tìm một chỗ, tôi tự mình xử lý vết thương. Nhưng, Kiều Mộng Viện nói, mẹ kỳ nhi, nghe hắn đi. Trương Dương nói, tạm thời đừng nói chuyện này ra ngoài kiều mộng viện và tiêu mân hồng đều gật đầu tiêu mân hồng đưa trương dương tới vịnh thất thải an bài cho hắn một căn biệt thự kiều mộng viện đỡ trương dương đi vào trong biệt thự tiêu mân hồng mang túi cấp cứu tới trương dương nói đi đón bọn thì duy đi tôi sẽ tới ngay tiêu mân hồng quan tâm nói anh không cần bác sĩ thật à trương dương cười nói bị thương không nặng chỉ xước ra thôi được tôi sẽ nói với họ một tiếng thuận tiện tìm quần áo cho anh thay Tiêu Mân Hồng gật đầu, đứng dậy rời đi, Kiều Mộng Viện không đi cùng với cô ta, nói với Trương Dương, để tôi xem nào. Dưới ánh đèn, sắc mặt Trương Dương càng lộ ra vẻ tái nhợt hơn, Kiều Mộng Viện nhìn ống quần đùi phải đẫm máu của hắn, tim đau đớn giống như kim đâm, cô ta đã không thể che giấu sự quan tâm đối với Trương Dương. Trương Dương cười nói, chỗ bị thương có chút không tiện. Kiều Mộng Viện nói, bị thương ở đâu? Trương Đại Quan Nhân lúc này không ngờ còn có thể cười được, cô đừng lo lắng, không tổn thương tới chỗ đó đâu. Có liên quan gì tới tôi?" Kiều Mộng Viện xấu hổ đến mặt đỏ bừng, trong lòng mắng thầm Trương Dương vô liêm sỉ, vào những lúc như thế này con lo nói đùa, cô ta chỉ vào Trương Dương, nói cởi quần ra. "Đừng mà." Cởi, giọng nói của Kiều Mộng Viện nghiêm khắc chưa từng thấy. Trương đại quan nhân đại khái là khiếp sợ uy thế của Kiều đại tiểu thư, run rẩy cởi quần ra, Kiều Mộng Viện nhìn thấy hắn cử động khó khăn, giúp hắn kéo quần xuống bên trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ ngượng ngùng, nhưng khi cô ta nhìn thấy vết đạn ghê người trên đùi phải của Trương Dương, nước mắt lập tức ứa ra, tuy rằng cắn môi cố gắng khống chế, nhưng suýt chút nữa thì chảy xuống. Trương Dương cười nói, không có việc gì đâu, đối với tôi, đừng nói là một phát súng, cho dù chúng người phát cũng chẳng sao. Đừng nói hưu nói vượn, đại cát đại lợi, Kiều Mộng Viện vành mắt đỏ ửng lên, nói. Nhìn thấy Kiều Mộng Viện quan tâm mình như vậy, trương đại quan nhân trong lòng không khỏi rung động kiều mộng viện từ trong ánh mắt của hắn tựa hồ ý thức được gì đó né tránh ánh mắt nóng rực của hắn nhắc nhở viên đạn còn ở trong không trương đại quan nhân nói nhìn thấy cô quan tâm tôi như vậy tôi rất vui không ngờ quên cả chuyện này kiều mộng viện nói phải lập tức lấy ra bằng không sẽ rất phiền toái trương dương gật đầu tay phải của hắn đặt trên đùi phải của mình dùng nội lực mạnh mẽ hút viên đạn viên đạn chui ra khỏi đùi từng chút một sự đau đớn khiến trương đại quan nhân đầu đầy mồ hôi, hắn cuối cùng cũng lấy được viên đạn đó ra, ném vào cái khay bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm. sau đó từ trong hộp cứu thương tìm được dung dịch oxy già để tiến hành tẩy trùng. trương đại quan nhân tuy rằng kiên cường, nhưng trong quá trình tẩy trùng cũng đau đến nỗi cả người run rẩy. kiều mộng viện nhìn thấy bộ dạng của hắn, nước mắt lại không nhịn được mà tuôn rơi. cô ta run giọng nói, nói cho tôi biết, tôi nên làm như thế nào. trương dương dạy cô ta cách tẩy trùng. Cuối cùng Bảo Kiều Mộng Viện từ trong túi của mình lấy ra một lọ kim sang dược do chính hắn chế, đây là thói quen tốt của Trương đại quan nhân, đắc tội với nhiều người như vậy, mang theo thuốc chữa thương bên ngoài cho chắc. Kiều Mộng Viện cẩn thận bôi thuốc kim sang lên vết thương trên đùi phải của hắn. Thuốc kim sang rất linh nghiệm, sau khi bôi lên da thì lập tức đau đớn giảm bớt đi rất nhiều. Trương Dương nhìn Kiều Mộng Viện mặt đẫm lệ, trong lòng bất giác có chút động tình. Kiều Mộng Viện nhìn thấy hắn nửa ngày không lên tiếng trả lời, ngẩng đầu nhìn nhìn hắn vừa hay bắt gặp ánh mắt nóng rực của hắn, mặt kiều mộng viện lại đỏ lên, lúc này mới ý thức được mình đối mặt với Trương Dương cơ hồ cả người trần chuồng. Cô ta có chút thẹn thùng nhắm mắt lại, thành thật chút đi. Không nói thì thôi, vừa nói, chỗ nào đó của Trương Đại Quan Nhân cố tình không thành thật, kiều mộng viện tất nhiên lưu ý thấy tất cả, hai gò má đỏ ứng tới tận mang tai, cô ta có chút lúng túng buông bình thuốc, đứng dậy. Trương Đại Quan Nhân mắng thầm lực khống chế bạc nhược của mình như vậy, tốt xấu gì cũng là cán bộ cấp chính ban, sao lại dễ xung động như vậy? Kiều Mộng Viện nói, tôi đi xem Mạch Kỳ Nhi đã tới chưa? Trương Dương gật đầu, tự băng bó vết thương, sau đó khập khiếng di động đến sofa rồi nằm xuống. Kiều Mộng Viện mặt đỏ bừng chạy ra ngoài biệt thự, thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn thấy Tiêu Mân Hồng xách một túi ni lông đi tới, Kiều Mộng Viện chạy ra đón. Tiêu Mân Hồng nói, tìm được cho hắn vài bộ quần áo, bảo hắn thay đi kiều mộng viện gật đầu nói khẽ có tin tức gì không tiêu mân hồng nói khẽ vừa rồi trình cục của tân hải gọi điện thoại tới nói hắn đang tới đây tôi nghĩ không lâu nữa hắn sẽ tới kiều mộng viện nói có nói với bọn thì duy không tiêu mân hồng lắc đầu nói tôi không nhắc tới chuyện này chỉ nói trương dương đi cùng với một vị lãnh đạo thành phố đang bàn việc công tối nay không thể tiếp bọn họ tiêu mân hồng xử lý chuyện vô cùng lão luyện thành thục kiều mộng viện gật đầu Tiêu Mân Hồng nhìn cô ta rồi bỗng nhiên nói, cô không sao chứ? Kiều Mộng Viện nói, không có gì. Ánh mắt Tiêu Mân Hồng lộ ra vẻ kỳ quái, cô ta nói khẽ tôi đi xem phía cảnh sát có ai tới không. Kiều Mộng Viện nhìn cô ta đi xa, lúc này mới nhớ tới gì đó, vươn tay ra sờ sờ hai gò má mình, nóng tới khiếp người, trong lòng thì ngượng ngùng không chịu nổi, lần này thì hỏng rồi, bộ dạng trật vật của mình khẳng định bị Tiêu Mân Hồng nhìn thấy hết rồi. Kiều Mộng viện cầm quần áo trở về trong phòng, nhìn thấy Trương Dương ngồi trên sofa, lấy một cái chăn phủ giường quấn quanh hông, cô ta không khỏi có chút buồn cười, nhưng vẫn còn nhịn được, từ trong túi lấy ra quần áo đặt ở bên cạnh Trương Dương, nói khẽ xem có vừa không. Trương Dương nói, cô cứ ra ngoài đi, tôi tự mặc được. Kiều Mộng viện xấu hổ gắt, tôi vốn cũng không muốn ở lại. Thằng cha này chẳng lẽ cho rằng mình sẽ giúp hắn thay quần áo ư? Kiều Mộng Viện vốn định rời đi nhưng nhìn thấy trên người Trương Dương toàn là nước biển, cắn cắn môi nói, hay là để tôi đỡ anh vào phòng tắm dùng nướng nóng rửa cho sạch người. Trương Dương gật đầu, hắn vươn một cánh tay ra, Kiều Mộng Viện đi tới bên cạnh hắn, để tay hắn khoác lai like vai mình, đỡ Trương Dương khập khiễng đi vào phòng tắm. Hai người gần nhau như vậy, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau, Kiều Mộng Viện cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Trương Dương. Trương Dương nói khẽ cảm ơn cô. Kiều Mộng Viện lắc đầu nói, giữa chúng ta không cần phải nói những lời này, lúc trước khi ở Nam Tích, anh cũng từng giúp tôi. Trương đại quan nhân mặt dày vô sỉ nói, tôi chưa từng giúp cô sát như vậy, sau này tôi sẽ bồi thường cho cô. Không biết là có phải vì mất máu hay không, ý chí của thằng cha này tối nay vô cùng yếu ớt. Kiều Mộng Viện xấu hổ đến nỗi hận không thể tìm cái lỗ nẻ mà chui vào, thằng cha này đúng là mặt dày, cái gì cũng có thể nói ra được cô ta càng thẹn thùng thì lọt vào trong mắt của Trương Đại Quan Nhân càng đáng yêu. Tới phòng tắm, Kiều Mộng Viện dùng khăn mặt ấm giúp Trương Dương lau khô thân thể, lại gội sạch đầu cho hắn, bàn tay mềm của Kiều Mộng Viện nhẹ nhàng vò tóc Trương Dương, trong mắt lộ vẻ ôn nhu. Trương Đại Quan Nhân lúc này đã hoàn toàn quên mất sự đau đớn của vết thương, chỉ cảm thấy một phát súng đổi lấy sự dốc lòng chiếu cố của Kiều Mộng Viện đối với mình thật sự là rất đáng giá. Trương Đại Quan Nhân trên người chỉ mặc một cái quần lót, cái cục gân ở giữa hai chân lại bắt đầu dục dịch, kiều mộng viện xấu hổ không chịu nổi, cô ta run giọng nói tôi đi lấy quần áo cho anh. Vốn định rời đi thì lại bị Trương Dương ôm lấy eo nhỏ, ôm thân thể mềm mại của cô ta vào lòng, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Trương Đại Quan Nhân nóng rực như lửa, tựa hồ sắp bốc cháy lên, ánh mắt kiều mộng viện bao hàm vẻ ngượng ngùng và sợ hãi, bởi vì khẩn trương mà cô ta thở hổn hển kịch liệt, dí sát vào người gần như trần chuồng của Trương Dương. Kiều Mộng Viện nói khẽ buông ra, Trương Dương không những không buông, ngược lại dùng tay ôm lấy mông của cô ta, khiến thân thể mềm mại của cô ta càng dí sát vào mình hơn. Kiều Mộng Viện cảm thấy được cái thứ cứng ngắc mà nóng rực của hắn, giống như một con dê đang kinh hãi đẩy hắn ra. Lực lượng của cô ta ở trước mặt Trương Dương căn bản không đáng nhắc tới. Trương Dương cúi đầu, cực kỳ bá đạo hôn lên môi cô ta. Thân thể mềm mại của Kiều Mộng Viện giống như điện giật rung rung, lập tức khựng lại đó, đầu óc của cô ta trong sát nào này hoàn toàn chỗ trống, khi ý thức của cô ta chậm rãi khôi phục thì cảm thấy đầu lưỡi của Trương Dương đang đột phá môi cô ta, Kiều Mộng Viện theo bản năng xoay đầu đi, sau đó có đầu gối hung hăng thụi lên người Trương Dương. Trương 1605, hướng đầu mâu 1 Trương Đại Quan Nhân phát ra tiếng rên đau đớn, cánh tay buông lỏng, Kiều Mộng Viện thừa cơ thoát khỏi người hắn, lần này vừa hay đá đúng vào vết thương của Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân hơn nữa ngày mới từ trong đau đớn khôi phục lại, Ý thức bị nội tiết tố che lấp cũng thanh tỉnh trong đau đớn, mình vừa rồi làm sao dám làm ra chuyện như vậy. Từ trước tới giờ, hắn luôn luôn ở trước mặt Kiều Mộng Viện ngụy trang giống một quân tử thủ lễ, nhưng hôm nay không ngờ bại lộ lang tính của mình ra, Trương đại quan nhân có chút xấu hổ vò đầu, muốn ra ngoài nói tiếng xin lỗi với Kiều Mộng Viện, không đợi hắn đi ra tới cửa phòng tắm thì mấy bộ quần áo đã bị ném tới, Trương Dương vươn tay bắt lấy, nhìn thấy Kiều Mộng Viện mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đứng đó còn không mau mặc vào. Bọn họ sắp tới rồi. Trương Đại Quan Nhân tin rằng mình không nhìn lầm, vẻ mặt của Kiều Mộng Viện tuy rằng phức tạp, nhưng từ trong đó không hề thấy một chút vẻ bực tức nào, nói cách khác, Kiều Mộng Viện không tức giận hành vi vừa rồi của mình, Trương Đại Quan Nhân trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trương Đại Quan Nhân thay quần áo từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Kiều Mộng Viện đang trải chuốt mái tóc do hắn làm loạt, quần áo cũng chỉnh chu lại rồi, ánh mắt không hề nhìn hắn, nói khẽ, bên ngoài có người tới. Trương đại quan nhân tự biết đuối lý, không dám chủ động đáp lời, ừ một tiếng, nhảy lò có tới sofa. Kiều mộng viện nhìn thấy bộ dáng của hắn, trong lòng thật sự không đành lòng, lại đi tới đỡ hắn, giúp hắn ngồi xuống sofa. Trương Dương nhân cơ hội nhỏ giọng nói một câu, xin lỗi, cô đẹp quá, ý chí của tôi bạc nhược, không chịu nổi khảo nghiệm. Kiều mộng viện có chút u oán nhìn hắn một cái, về sau còn dám như vậy nữa thì tôi cả đời này sẽ không để ý tới anh nói ra miệng thì cảm thấy có chút cực kỳ yếu ớt, ngay cả bản thân cô ta cũng không tin, với sự hiểu biết của cô ta về Trương Dương, thằng ôn này không chừng ngày nào đó lại sẽ dở trò, nhưng mình cả đời này không để ý tới hắn thì chỉ sợ là rất khó làm được. Cửa phòng vang tiếng gõ, Tiêu Mân Hồng cùng Trình Diễm Đông bước vào. Trương Dương đã thay xong quần áo, ít nhất thì từ bề ngoài không nhìn ra hắn bị trọng thương, Trình Diễm Đông quan tâm nói, bí thư Trương, có bị thương hay không? Trương Dương cười nói, vẫn ổn, trên đùi bị xước ra. Hắn bảo Trình Diễm Đông ngồi xuống. Trình Diễm Đông nói, tôi vừa rồi đã điều tra rồi, chiếc cano mà anh nói căn bản là không đăng ký ở bến tàu, cũng chưa có ai nghe thấy thuyền lão đại gọi là nghiêm thủy căn. Trương Đại Quan Nhân vừa nghe thấy vậy liền ngây ra, không thể, tôi rõ ràng nhìn thấy số của chiếc cano đó, là chính miệng hắn nói cho tôi biết tên của hắn. Trình Diễm Đông nói, chuyện này rất kỳ quái, vì sao thuyền đánh cá có thể xác định vị trí của cano chuyển sắc như vậy, còn nữa, anh không hề nhìn thấy nghiêm thủy căn đó trúng đạn." Trương Dương nói, "Đúng vậy, hắn nhảy xuống nước còn nhanh hơn tôi, vừa bắn hắn đã nhảy xuống biển rồi." Kiều Mộng Viện nói, "Liệu có khả năng này không? Nghiêm thủy căn mà anh nói cũng là một trong những phần tử phạm tội tham dự mưu hại anh, là hắn lái cano tới hải vực đã được ước định trước. Sau đó chiếc thuyền đánh cá ấy phát động tấn công anh." trình diễm đông gật đầu nói hiện tại xem ra rất có thể tôi đã điều tra qua hồ sơ rồi cũng thông qua quan hệ điều tra tình huống báo án của hải cảnh tối nay không có bất kỳ tin tức báo cảnh sát liên quan tới vụ án vừa rồi tôi cũng sai người tới bến tàu hỏi không có ai nghe nói tới tên nghiêm thủy căn này trương dương tức giận nói quả nhiên nhắm vào tôi mà đến trình diễm đông nói bí thư trương chuyện này chúng ta có thông chi cho cảnh sát bắc cảng không trương dương nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu nói tạm thời cứ giữ bí mật, anh tiếp tục điều tra cano và thuyền đánh cá, tôi cũng muốn xem xem, rốt cuộc là ai lớn gan như thế, muốn xuống tay với tôi. Tiêu Mân Hồng một mực không nói gì lên tiếng, bí thư trương, tôi thấy chuyện này anh vẫn nên cẩn thận là hơn, anh ở chỗ sáng, những người đó thì ở chỗ tối, bọn họ vì trả thù anh mà không tiếc chọn dùng thủ đoạn như vậy, về sau anh ra cửa nhất định phải cẩn thận. Trương Dương cười lạnh nói, một đám chuột nhất, tôi không sợ chúng đâu. Kiều Mộng Viện đánh mắt ra hiệu cho Tiêu Mân Hồng, hai người đứng dậy rời đi. Đợi cho họ đi rồi, Trình Diễm Đông nói khẽ, bí thư trương, anh có thể miêu tả lại đặc điểm bề ngoài của thuyền lão đại đó không? Trương đại quan nhân nghĩ nghĩ rồi nói, người nọ da rất đen, mặt chữ quốc, đúng rồi, trên mũi có một nốt ruồi đen, trông cứ như là ruồi bâu vậy. Người sống ở bờ biển phần lớn da đều rất đen, mặt chữ quốc cũng rất thường thấy, điểm thật sự có giá trị tham khảo là nốt ruồi đen này. Trình Diễm Đông gật đầu nói, trước mắt chỉ có thể xuống tay từ thân phận của thuyền lão đại, bí thư Trương, căn cứ vào tình huống mà anh nói thì thuyền lão đại này 89 phần 10 là phần tử phạm tội tham dự mưu hại anh, hắn dùng tên giả, cố ý dùng cano đưa anh tới địa điểm đã được ước định. Trương Dương nói, sự phát đột nhiên, tốc độ phản ứng của tôi không chậm, cho dù Nghiêm Thủy căn nhanh hơn tôi một chút, tin rằng hắn cũng không thoát được bị hỏa lực bắn chết, tôi thấy người này 89 phần 10 đã chết rồi trình diễm đông nói ở trong biển lớn tìm một cỗ thi thể là rất khó chiếc cano đó đã chìm hy vọng tìm được cũng rất nhỏ bí thư trương có nghĩ tới rốt cuộc là ai muốn giết anh không trương dương nói trước đó người thần bí đó lại gọi điện thoại tới nhắc nhở tôi phải cẩn thận xem ra hắn đã biết trước có người muốn mưu hại tôi trình diễm đông nói chuyện hưng long hiệu hắn tiết lộ cho anh chẳng lẽ chuyện này cũng là vì hưng long hiệu mà có có một số người bởi vì chuyện này mà có ý định trả thù anh Trương Dương nhíu mày, nói khẽ cha thử viên hiếu nông, nếu hưng long hiệu là của hắn, người hiện tại hận tôi nhất nhất định là hắn. Sáng sớm, Kiều Mộng Viện đã gõ cửa phòng Trương Dương, hơn nửa ngày không thấy có người ra mở cửa, Kiều Mộng Viện đi về phía vịnh thất thải, quả nhiên ở bãi biển tìm được Trương Dương, Trương Dương đang dùng thế kim kê độc lập đứng trên bãi biển, hai tay hợp thành chữ thập, đang dưỡng khí điều tức. Kiều Mộng Viện không làm phiền hắn, đi đến cạnh một tảng đá, dựa vào bên trên, từ xa nhìn hành động của Trương Dương. Trương Dương không nhúc nhích, vẫn duy trì động tác như vậy, bầu trời màu xám xanh đã lộ ra ánh mặt trời, sau đó từng chút từng chút chuyển sang màu đỏ, màu đỏ ấy khiến bầu trời và mặt biển hòa hợp thành một thể, cuối cùng một đạo kim quang phá tan hỗn độn, kim quang nhảy nhót trên mặt biển lại một lần nữa phân tách trời và đất, Kiều Mộng Viện nheo mắt lại thưởng thức cảnh đẹp mặt trời mọc. Trương đại quan nhân thở phào nhẹ nhõm, đặt cái chân bị thương lên trên bãi đá, nhìn thấy Kiều Mộng Viện hắn cười cười, khom người muốn nhặt gậy gỗ lên. Kiều mộng viện bước nhanh tới, nhặt lên gậy gỗ cho hắn, Trương Dương nói, dậy sớm thế. Kiều mộng viện nhớ tới tối hôm qua hắn bá đạo cường hôn mình, mặt bất xác lại đỏ lên, lông mi đài rủ xuống, anh dậy còn sớm hơn. Trương Dương chống gậy gỗ, khập khiếng đi hướng về phía trước. Kiều mộng viện đi theo bên cạnh hắn, nói khẽ, vết thương còn đau không? Trương Dương lắc đầu, đỡ nhiều rồi, có điều muốn khôi phục chắc vẫn mất vài ngày nữa. Kiều Mộng Viện nói, không ngờ chị An Bắc Cảng kém như vậy. Trương Dương nói, thành thị Cảng rất phức tạp. Kiều Mộng Viện nói, tôi tới không ít thành thị Cảng nhưng cũng chưa từng gặp nơi nào hỗn loạn thế này, tôi thấy phải tìm nguyên nhân từ trên người người quản lý thành thị. Sau khi Kiều Mộng Viện tới Bắc Cảng thì liên tiếp xảy ra chuyện, khiến cô ta sinh ra ấn tượng rất không tốt đối với tòa thành thị Bắc Cảng này. Trương Dương nói, Mộng Viện, cô nói chuyện càng lúc càng giống nữ cán bộ, đúng là khuê nữ đại hộ, lời nói cử chỉ luôn mang theo một cỗ quan khí. Kiều Mộng Viện không nhịn được liền bật cười, anh nói móc tôi. Trương Dương nói, không dám, tôi nịnh bợ cô còn không kịp nữa nà, nào dám nói móc cô. Còn có cái gì mà anh không dám, Kiều Mộng Viện nói xong, lập tức cảm thấy mình lỡ lời, mặt xoay sang một bên, sợ Trương Dương nhìn thấy vẻ ngượng ngùng trên mặt mình. Trương đại quan nhân lập tức minh bạch những lời này của Kiều Mộng Viện là nhằm chuyện tối hôm qua mình cường hôn cô ta, thằng cha này xấu hổ ho khan một tiếng, cái đó, có nghiên cứu khoa học chứng minh, người ta khi thân thể bị thương tổn, ý chí luôn sẽ trở nên bạc nhược. Thằng cha này luôn tìm được cớ cho mình. Kiều Mộng Viện nhỏ giọng gắt, già mồm át lẽ phải. Trương Dương cười cười, hắn nhìn ra Kiều Mộng Viện không hề giận mình bởi vì chuyện tối hôm qua thằng cha này trước giờ đều là loại người được một tức lại muốn tiến một thước, ý niệm tà ác trong lòng không khỏi lại bắt đầu nảy sinh. Từ xa mấy người đang bước về phía này, là Thị Duy và Quách Trí Giang, một đôi khác Trương Dương cũng quen, không ngờ là Quách Trí Cường và Từ Mỹ Ni. Trương Dương biết Quách Trí Giang đến Bắc Cảng là để tìm Thị Duy, nhưng không biết Quách Trí Cường cũng tới. Quách Trí Cường cười lớn chạy tới, tới trước mặt thì nện một cú vào vai Trương Dương, sau đó thì nhiệt tình rào rạt ôm Trương Dương một cái, không cẩn thận lại đụng phải vết thương của Trương Đại Quan Nhân. Trương Đại Quan Nhân vẻ mặt đau khổ nói anh lăn sang một bên đi. Trương 1606, hướng đầu mâu 2. Quách trí cường vẻ mặt ngạc nhiên nói tôi chọc giận gì anh à. Đúng là mặt lạnh dí vào mông nóng. Kiều Mộng Viện nói Trương Dương vừa mới ngã, chật chân. Cô ta giải thích thay Trương Dương. Quách trí cường vui sướng khi người gặp họa, cười nói đáng đời. Trương đại quan nhân tức giận nói, có tin tôi tần anh không? Quách Chí cường cười nói, khi anh chân bình thường tôi còn trả sợ, huống chi là hiện tại. Ở bên cạnh từ Mỹ Ni hắn luôn luôn để khí thập túc. Trương Dương cười cười lắc đầu, hắn và từ Mỹ Ni chào hỏi nhau, sau đó chống gậy gỗ đi tới trước mặt Quách Chí Giang, vươn tay ra, Quách Chí Giang và Trương Dương bắt tay tối hôm qua sao không tới. Trương Dương nói, tiếp lãnh đạo, về sau thấy muộn quá nên không tiện quấy giày mọi người thì Duy nói, trong mắt bí thư Trương cũng chỉ có lãnh đạo. Trương Dương cười nói, đành chịu thôi, tôi sống chính là nhìn sắc mặt lãnh đạo để ăn cơm, không hầu hạ lãnh đạo tốt thì ai phát lương cho tôi. Quách Chí Cường nói, quan mê, anh đúng là kiểu cái gì chó không thể không. Một đám người đều bật cười. Lúc này nhìn thấy Tiêu Mân Hồng cũng bước nhanh đi tới, tới trước mặt Trương Dương thì nói, bí thư Trương, trình cục gọi điện thoại cho anh. Bởi vì di động của Trương Dương bị ngấm nước, Tới giờ Trình Diễm Đông vẫn trực tiếp liên hệ với Tiêu Mân Hồng, Trương Dương gật đầu, cầm lấy điện thoại của Tiêu Mân Hồng gọi lại cho Trình Diễm Đông. Trình Diễm Đông đang ở Đông Giang, từ tối hôm qua sau khi Trương Dương bị tập kích, hắn đã lợi dụng quan hệ các mặt bắt đầu điều tra chuyện này, bởi vì hành động vượt giới hạn của bọn họ đối với Hưng Long Hiệu đã khơi dậy sự bất mãn của hệ thống công an Bắc Cảng, cho nên Trình Diễm Đông lần này chỉ có thể tiến hành bí mật, huống chi Trương Dương cũng đã nhiều lần dặn dò hắn. Trước khi chuyện chưa rõ ràng thì cố gắng giữ bí mật mình bị tập kích. Trình Diễm Đông nói: "Bí thư Trương, căn cứ vào bộ dạng của người hiềm nghi mà anh nói, tôi đã tiến hành điều tra nhằm vào thương mậu minh đức của Viên Hiếu nông, phát hiện trong công ty hắn có một gã nhân viên diện mạo vô cùng giống miêu tả của anh, có điều người này không phải tên là Nghiêm Thủy Căn, hắn tên là Nghiêm Kim Vượng." Trương Dương nói: "Tôi lập tức tới, xem xem có phải là cùng một người không." Trình Diễm Đông nói, nghiêm kim vượng tuần trước đã bị đuổi việc rồi. Trương Dương nhíu mày, khéo vậy ư. Trình Diễm Đông nói, tôi tìm được ảnh của hắn rồi, lát nữa sẽ mang tới cho anh. Trương Dương nói, không cần, tôi ăn điểm tâm rồi sẽ rời khỏi Bạch Đảo, chúng ta hội hợp ở Bắc Cảng. Ngoài Tiêu Mân Hồng và Kiều Mộng Viện ra, những người khác đều không biết chuyện hắn tối hôm qua gặp tập kích, huynh đệ Quách Chí Cường và Quách Trí Giang đều là xuất thân binh nghiệp, tuy rằng nhìn ra biểu hiện của hôm nay hôm nay khác thường nhưng cũng không ngờ hắn lại bị trúng đạn trương dương và mọi người ăn xong bữa sáng lại đề xuất với bọn họ tới tân hải du ngoạn quách trí cường nói lần này thôi vậy ở bạch đảo chơi một ngày buổi chiều phải trở về giang thành tôi đã rất lâu rồi chưa gặp cha mẹ hơn nữa anh đi đứng cũng không tiện hắn lần này là cùng từ mỹ ni trở về viếng mộ quách trí giang cũng cùng hắn tới giang thành Quách Chí Giang trong lòng rất muốn thì duy cùng đi Giang Thành với hắn, nhưng thì duy lại kiên trì ở lại với Kiều Mộng Viện, điều này khiến cho Quách Chí Giang không khỏi thất vọng. Giữa hắn và thì duy đến bây giờ vẫn chưa xác định quan hệ. Theo đuổi thì duy lâu như vậy rồi, thì duy đối với hắn thủy chung như gần như xa, xem ra muốn giành được trái tim nàng thì vẫn còn phải cố gắng nhiều. Tiêu Mân Hồng bảo Kiều Mộng Viện ở lại Bạch Đảo nghỉ ngơi, cô ta tự mình đưa Trương Dương tới Đông Giang. Tiêu Mân Hồng xuất động chiếc du thuyền xa hoa đó của Tiêu Quốc Thành để đưa Trương Dương đi, còn đưa cho Trương Dương một cây gậy chống bằng hợp kim, thay cái gậy gỗ mà hắn lâm thời dùng để trợ lực. Trương Dương chống gậy chống đứng trên khoang thuyền, nhìn biển lớn xanh ngắt, nhớ tới trận phục kích kinh tâm động phách tối hôm qua đó, trong lòng còn sợ hãi, hắn võ công tuy mạnh, nhưng dưới tình huống đó, sinh tử cũng như mảnh treo chuông, xem ra hắn ở Bắc Cảng đã đắc tội với một số người, có một số người muốn trừ khử hắn. Tiêu Mân Hồng tới bên cạnh Trương Dương, hai tay nắm lấy lan can nhìn đại hải xa xa, nói khẽ vết thương ra sao rồi. Trương Dương nói tốt hơn nhiều rồi, vết thương ngoài ra thôi, sẽ khỏi rất nhanh. Quay sang cười cười với hắn, tòa thành thị Bắc Cảng này luôn không yên ổn. Trương Đại Quan Nhân tràn ngập lòng tin nói, rất nhanh sẽ thay đổi. Tiêu Mân Hồng nói, tôi tin anh có thể làm được. Trương Đại Quan Nhân không rõ Tiêu Mân Hồng vì sao lại có lòng tin với mình như vậy, có điều hắn cũng tin mình có thể làm được, sau sự kiện đấu súng, hắn đã dựng lên được lòng tin trước nay chưa từng có, bất kể sau lưng Bắc Cảng tồn tại thế lực như thế nào, tấm màn đen như thế nào, hắn cũng phải triệt để xé rách. Trình Diễm Đông tới bến tàu chờ, nhìn thấy Trương Dương đi xuống du thuyền, hắn cười cười ra đón, vươn tay ra muốn đỡ Trương Dương thì lại bị Trương Dương cự tuyệt, tôi tự mình có thể đi được. Trương đại quan nhân trước giờ luôn rất mạnh mẽ, Trình Diễm Đông từ tận đáy lòng rất bội phục loại huyết tính và sự dẻo dai vĩnh viễn sẽ không bị đánh tan này của Trương Dương, hắn cùng Trương Dương đi về phía bãi đỗ xe, kéo túi ra, lấy di động mới sắm cho Trương Dương. Trương Dương cầm lấy di động, hiệu suất cao đấy. Trình Diễm Đông cười nói, chút chuyện nhỏ thế này mà còn không làm tốt thì sao lại được cảnh sát. Trương đại quan nhân cười ha ha. Trình Diễm Đông nói, người chúng đạn mà vẫn còn bảo trì được tâm thái như an tôi vẫn là lần đầu nhìn thấy. Hắn chỉ chỉ vào ô tô của mình cách đó không xa. Trương Dương lại chỉ sang bên khác, tối hôm qua hắn lái chiếc Mercedes Việt giã của Kiều Mộng Viện tới, khiến Trương Đại Quan Nhân buồn bực là, khi Trình Diễm Đông cùng hắn tới chỗ đỗ xe thì lại phát hiện chiếc Mercedes Việt giã đó không ngờ lại không cánh mà bay. Trương Đại Quan Nhân thiên ngôn vạn ngữ tụ thành một từ, đợt Trải qua thiên tân vạn khổ, vận dụng hơn 20 cảnh sát của Tân Hải không tiếc đắc tội với cảnh sát Bắc Cảng mới tìm về được chiếc Mercedes Việt giã đó, không ngờ giờ lại mất, điều này khiến cho Trương Đại Quan Nhân không thể nào chịu được, xe mất rồi lại được, được rồi lại mất, nếu nói lúc ban đầu mất chỉ là do ngẫu nhiên, thì hiện tại mất tiếp căn bản chính là có kẻ chủ mưu, là trắng trợn khiêu chiến đối với Trương Đại Quan Nhân. Trình Diễm Đông từ vẻ mặt của Trương Dương đã biết hắn đang rất giận dữ, bí thư Trương phát huy, hậu quả này thật sự là khó có thể đoán trước trương đại quan nhân tức quá bật cười hắn lắc đầu nói mẹ định đấu với lão tử à trình diễm đông nói bí thư trương anh đừng nóng giận tôi lập tức phái người đi thăm dò trương dương nói diễm đông anh có cảm thấy không người tối hôm qua thiết kế phục kích tôi và trộm xe là cùng một nhóm người trình diễm đông thật ra cũng cho rằng như vậy hắn nói khẽ tôi thấy chúng một mực theo dõi anh cả sự kiện đều là một âm mưu nhắm vào anh Trương Dương nói, anh nói có phải là viên hiệu nông trả thù tôi không? Trình Diễm Đông nói, khó nói lắm, hiện tại không có chứng cứ xác thực có thể chứng minh hắn có liên quan tới chuyện này. Nói tới đây Trình Diễm Đông nhớ tới một chuyện, hắn đưa ảnh của Nghiêm Kim Vượng cho Trương Dương, Trương Dương cầm lấy ảnh nhìn nhìn, gật đầu nói, đúng vậy, là hắn. Trình Diễm Đông nói, Nghiêm Kim Vượng trước đây là nhân viên thương mậu của Minh Đức, một tuần trước không biết là vì nguyên nhân gì mà bị công ty khai trừ rồi. Trương Dương giờ giờ bức ảnh đó lên, nói đây là chứng cứ. Hắn chống gậy khập khiếng đi đến xe cảnh sát của Trình Diễm Đông, đưa tôi tới thương mậu Minh Đức. Trình Diễm Đông nói, nhưng chúng ta không hề có chứng cứ, chỉ bằng vào một tấm ảnh không chứng minh được gì cả. Trương Dương nói, có phải hay không không quan trọng, hiện tại tôi muốn gặp hắn, lão tử cũng muốn nhìn xem, viên hiệu nông hắn là nhân vật như thế nào, rốt cuộc có bao nhiêu lá gan. Trình Diễm Đông bất lực lắc đầu, chuyện bí thư trương một khi đã quyết định, cho dù 10 con trâu cũng không kéo lại được, là cấp dưới, Trình Diễm Đông chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn. Có điều trong mắt Trình Diễm Đông, hiện tại đi tìm viên hiệu nông khởi binh vấn tội hiển nhiên là thời cơ chưa chín mùi, Trình Diễm Đông nhắc nhở Trương Dương, bí thư trương, nhỏ không nhịn thì át loạn mưu lớn, chúng ta hay là trước tiên thu thập chứng cứ, bàn bạc kỹ hơn đã. Trương Dương nói, chờ anh tìm được chứng cứ thì chỉ sợ người khác đã lái máy bay nã pháo tung đầu tôi rồi. Trình Diễm Đông biết hắn đang nổi nóng, thấp giọng khuyên nhủ, nhưng chuyện này chưa chắc đã là viên hiệu nông làm, có lẽ có người cố ý thiết kế, chỉ hướng đầu mâu vào viên hiệu nông, bí thư trương, anh không cảm thấy chuyện này rất kỳ quái ư, nếu nói ngày hôm qua hưng long hiệu là sở hữu của viên hiệu nông, như vậy hắn sau khi trải qua chuyện thuyền hàng bị niêm phong, khẳng định sẽ không dám gây án, huống chi là chuyện như mưu sát cán bộ quốc gia ý đồ trả thù. Trương Dương nói, Diễm Đông, anh yên tâm, trong lòng tôi hiểu rõ, cho dù chuyện này không phải là hắn làm thì thằng ôn này cũng không phải là hạng tử tế gì. Tôi hôm nay muốn gặp hắn, mặc kệ là ai ở sau lưng bày ra một loạt những chuyện này thì tôi cũng không không tha cho hắn. chương 1607, hướng đầu mâu 3 Ô tô đỗ trước trụ sở thương mẫu Minh Đức, Trương Dương nói với Trình Diễm Đông, anh không cần lên, anh dù sao cũng là cảnh sát, thân phận đặc thù, tôi đi lên một mình là được rồi. Trình Diễm Đông nói, Bí Thư Trương, nhưng chân của anh bị thương. Trương Dương cười nói, tôi cũng không phải là đi đánh nhau, tôi chỉ là đi xem viên hiệu nông này là thần thánh phương nào, giữa ban ngày ban mặt, hắn có 10 lá gan cũng không dám đánh bí thư huyện ủy như tôi. Trình Diễm Đông thở dài nói, bí thư Trương, anh cẩn thận một chút, có gì thì hãy gọi ngay cho tôi. Trương Dương nói, không cần anh chờ tôi, đúng rồi, đưa ảnh của nghiêm kim vượng cho tôi. Trình Diễm Đông đưa bức ảnh đó cho Trương Dương. Trương đại quan nhân cầm, chống gậy khập khiễng đi vào cửa lớn của Thương Mậu Minh Đức. Ở quầy lễ tân của Thương Mậu Minh Đức không ngờ là một cô gái rất gợi cảm, nhìn thấy vẻ ngoài anh tuấn của Trương đại quan nhân, không khỏi mắt sáng rực, nhưng nhìn thấy bộ dạng hắn chống gậy khập khiễng đi vào thì quang mang trong mắt lập tức ảm đạm, trong lòng thầm tiếc hận, nam tử anh tuấn như vậy sao lại là một thằng què, đúng là tạo hóa trêu người. Trương đại quan nhân tới trước mặt cô ta cười nói, Viên Hiệu Nông có ở đây không? Nghe thấy Trương Dương gọi thẳng tên của lão tổng, nữ lang nữ lang lộ ra vẻ kinh ngạc, anh là ai? Trương Dương nói, tôi là bằng hữu của hắn, tìm hắn bàn chút sinh ý. Xin lỗi, viên tổng của chúng tôi không có ở đây. Hay là ngài để lại phương thức liên lạc đi, cứ về trước, đợi khi nào viên tổng về sẽ gọi điện thoại cho anh. Trương Dương nhìn nhìn vào bên trong, lê chân đi vào. Cô gái vội vàng cản đường hắn, đã nói với anh là ông ấy không có ở đây rồi mà. Anh còn vào bên trong làm gì?" Trương Dương cười nói, "Tôi tìm hắn thực sự có chuyện quan trọng." "Nhưng viên tổng thực sự không có ở đây." Khi nói chuyện, Viên Hiệu Nông dẫn thủ hạ từ bên ngoài bước vào, Viên Hiệu Nông từ sáng sớm đã tới chùa Tề Vân Dâng Hương, giờ trở về ăn làm bữa cơm chay trong chùa, mấy anh em cho rằng hắn gần đây đang gặp vận xui, tặng hết đầu hương cho hắn, Viên Hiệu Nông không hề chú ý tới Trương Dương, hắn vừa hút xì gà vừa nói, "Mẹ chỉ cần để tao gặp cái thằng họ Trương đó thì tao sẽ khiến nó phải hối hận vì đã sinh ra đời. Trương Dương cười lạnh nhìn viên hiệu nông. Viên hiệu nông lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của hắn, tháo kính dâm, rất nhanh liền nhận ra Trương Dương, sau đó dùng sức hít một hơi xì gà, tay phải cầm xì gà, phả khói vào mặt Trương Dương, nếu tôi không nhìn lầm, anh là bí thư Trương của Tân Hải. Viên hiệu nông đứng đó, lưng thẳng tắp, ngực ưỡn cao, từ trên cao nhìn xuống Trương Dương vốn viên hiệu nông và trương dương cao ngang nhau nhưng trương đại quan nhân chống gậy thân thể hơi còng xuống cho nên thoạt nhìn so với bình thường thì lùn hơi không ít hơn nữa tinh thần cũng không được tốt lắm trương dương nói anh là viên hiệu nông viên hiệu nông lại đút xì gà vào miệng tay phải vươn về phía trương dương hạnh ngộ hạnh ngộ trương đại quan nhân không bắt tay với hắn vì thế tay viên hiệu nông cứng đờ ra đó một lát sau hắn mới xấu hổ thả xuống lau lau trên âu phục mỉm cười ha ha nói bí thư trương khảnh quá trương dương lấy ra bức ảnh đó đưa tới trước mặt anh chắc nhận ra người này chứ viên hiệu nông nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào ảnh rồi lắc đầu nói không biết chưa từng gặp trương dương cười nói chưa từng gặp viên hiệu nông nói dối trẻ con à nghiêm kim vượng làm việc dưới tay anh lâu như vậy anh lại còn nói là chưa từng gặp viên hiệu nông cười ha ha nói nếu đã biết rồi thì còn hỏi tôi làm gì anh cho rằng mình là ai, anh có quyền tự do hỏi thì tôi cũng được tự do trả lời, miệng mọc ở trên người tôi, tôi muốn nói thế nào thì nói." Trương Dương nói, "Hưng Long hiệu là của anh ư?" Viên hiệu nông lạnh lùng nhìn Trương Dương. Trương Dương nói, "Cho anh mượn thêm một lá gan cũng không dám thừa nhận, cho rằng mình rất thông minh ư? Xảy ra chuyện thì tìm người gánh, vô dụng." Viên hiệu nông nói, "Tôi không hiểu anh đang nói gì." Trương Dương nói, "Tôi tới là muốn nói với anh rằng chỉ cần anh phạm pháp, trốn không thoát khỏi tay tôi đâu. Viên Hiệu nông trợn tròn hai mắt, họ Trương kia, anh cho rằng mình rất giỏi ư? Hả? Ở Tân Hải anh còn được tính là nhân vật, nhưng nơi này không thuộc anh quản, tôi con mẹ nó không phạm pháp. Anh chạy đến công ty tôi nói hưu nói vượt, nói xấu tôi, tin tôi kiện anh không? Trương Dương nói, Viên Hiệu nông, anh không có gan đó, chuyện mà mình làm còn không dám thừa nhận, kiện tôi ư? Anh kiện được tôi không? viên hiệu nông lắc đầu nói nơi này không chào đón anh anh có thể đi rồi trương dương cười nói lý vượng cửu theo anh nhiều năm như vậy cũng được tính là hảo huynh đệ của anh có một câu dùng rất chuẩn trên người anh huynh đệ là dùng tiền để mua viên hiệu nông nhìn hắn mắt cơ hồ sắp phun ra lửa trương dương nói với hai thủ hạ phía sau viên hiệu nông khuyên hai anh một câu khổ hải khôn cùng quay đầu lại là bờ đi theo ông chủ viên đây thì không chừng có thể kiếm được tiền nhưng mạng thì không còn đâu, gặp phải phiền phức ông chủ viên sẽ đẩy huynh đệ ra trước đó. Viên hiệu nông rốt cuộc nhịn không nổi nữa rồi, hắn hung hăng ném xì gà xuống đất, dùng chân rậm xì gà, bước tới gần Trương Dương, mắt đầy sát cơ nhìn hắn. Trương đại quan nhân cười nói, tôi coi như đã nhìn thấy một số người rồi, chỉ chẳng qua là rùa đen rút đầu miệng cọp gan thỏ, tặng anh một câu, sống trên đời này, cần phải có trách nhiệm, làm chuyện tốt cũng được, làm chuyện xấu cũng được, phải chiếu cố anh em bên cạnh, khi kiếm tiền, tiền to thì mình giữ lại, thưởng cho anh em chút ân huệ nhỏ, nhưng khi xảy ra chuyện thì mình co do đằng sau, để anh em lên trước chắn gió che mưa, cái này không gọi là thông minh, cái này gọi là bất nhân bất nghĩa. Viên hiệu nông nghiến răng nghiến lợi nói, anh ra ngoài cho tôi. Hai thủ hạ của hắn đến gần Trương Dương. Trương đại quan nhân chống gậy mỉm cười nói, tôi hôm nay là lâm thời tàn tật một lần, ai dám chạm vào tôi, người đó phú trách tiền chữa bệnh cho tôi hai thủ hạ của viên hiệu nông hiển nhiên có chút cố kỵ, bọn họ đồng thời nhìn viên hiệu nông. Viên hiệu nông giận dữ hết, tiến khách. Trương Dương nói, anh rất muốn đuổi tôi đi, nhưng ngay cả đuổi tôi đi cũng phải mượn tay người khác, anh sợ cái gì? Sợ gánh vác trách nhiệm ư, bất kỳ chuyện nào mạo hiểm đều bắt người khác đi làm, mình thì đứng phía sau, anh cho rằng bất nhân bất nghĩa với thủ hạ thì họ sẽ thật lòng bán mạng cho anh ư. Lý vượng cửu đó hắn cam tâm ngồi tù cho anh sao? Anh không lo một khi hắn nhìn thấu bộ mặt thật của anh, hắn sẽ khai hết bí mật của anh ra ư? Viên hiệu nông tức giận đến nỗi cả người, hắn chỉ vào mũi Trương Dương, nói, "Họ Trương, anh đừng tưởng rằng tôi không dám động tới anh." Trương Dương cười nói, "Anh không dám, bởi vì anh chính là một tên hèn nhát." Viên hiệu nông nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đấm vào mặt Trương Dương. Trương đại quan nhân tuy rằng đùi phải bị thương, nhưng động tác của hắn hắn chậm đi chút nào, tay trái vươn ra tóm lấy cổ tay của viên hiệu nông, vặn ngược kim đồng hồ một cái, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, cổ tay của viên hiệu nông đã bị chật khớp, lập tức Trương Dương bỏ tay hắn ra, tát cho viên hiệu nông một cái, khiến viên hiệu nông ngã xuống đất. Hai thủ hạ của viên hiệu nông lúc này mới phản ứng lại, hai người cơ hồ đồng thời đánh Trương Dương, Trương Dương lấy chân trái làm trục, thân thể chuyển động linh hoạt, gậy hợp kim trong tay trước tiên quật vào đùi người bên phải, người đó đau đớn ôm chân ngã xuống đất, ngay sau đó gậy lại đánh vào cổ người còn lại, người đó lập tức khựng lại, nhìn cây gậy chỉ còn cách cổ họng mình không tới nửa tấc, cuống họng hắn khẩn trương giật giật. Trương Dương cười nói, núi giáo cho giặc không có kết cục tốt đâu. Hắn chậm rãi thu hồi gậy, nhưng tiểu tử đó vẫn huy quyền đánh hắn, gậy trong tay Trương Dương như tia chớp đâm ra, chúng ngực thằng ôn đó, lực lượng từ gậy truyền đến chấn cho tên tiểu tử đánh lén hắn bay lên không, va và vào quầy tiếp tân, thủy tinh trên bàn rơi xuống đất vỡ vụn. Cô gái ở quầy lễ tâm cầm bình hoa hét lên định ném Trương Dương, Trương đại quan nhân bỗng nhiên quay đầu lại, cô gái đó giơ bình hoa lên qua đầu rồi, nhìn Trương Dương nhưng bất kể là như thế nào cũng không dám nện xuống. Trương đại quan nhân mỉm cười nói, có dũng khí đấy, cô yên tâm, tôi không đánh nữ nhân. Trên đời này quan niệm pháp chế mạnh nhất có hai loại người, một là người chấp pháp, hai là tội phạm vi phạm pháp lệnh, đối với hai loại người này mà nói, nghiên cứu pháp luật là điều phải làm. Mục đích người chấp pháp tìm hiểu pháp luật là để vận dụng vũ khí pháp luật một cách linh hoạt hơn, mục đích tìm hiểu pháp luật của kẻ làm trái pháp luật là để tìm cách lách luật, trong trình độ lớn nhất tránh né chế tài của pháp luật đối với mình. Viên Hiếu Nông hiển nhiên thuộc loại người sau, thằng cha này sau khi bị Trương Dương đăng môn khiêu khích thì đầu tiên nghĩ đến là lấy bạo chế bạo, nhưng hắn lập tức ý thức được phương pháp này không thể thực hiện được, cho dù là đối mặt với Trương Dương đi đứng không thoải mái, bọn họ cũng không nắm chắc được chiến thắng vì thế viên hiếu nông nghĩ đến cách dùng vũ khí luật để bảo hộ mình, trước mặt pháp luật mỗi người đều ngang hàng cho dù cho dù Trương Dương là bí thư huyện ủy thì hôm nay cũng là hắn tới cửa khiêu khích. Mình chiếm hết đạo lý. chương 1608, Dương Ngược 1 Viên hiếu nông đương nhiên muốn chọn cách báo cảnh sát, đồng thời vào lúc báo cảnh sát, tám gã bảo vệ của thương mậu Minh Đức cũng nghe tin chạy tới, chặn cửa ra, trương đại quan nhân lúc này lại thản nhiên như không ngồi trên sa lông ở khu sau di động của hắn đổ chuông trình diễm đông lo hắn gặp chuyện không may nên gọi tới hỏi thăm trương dương cười nói không có việc gì đang nói chuyện chuyên sâu cậu đi đi chuyện này từ tôi xử lý sau khi nhìn thấy viên hiếu nông trương dương càng không tin hắn có gan mưu hại mình nhất là sau khi chuyện hưng long hiệu phát sinh ngày hôm qua nhưng trương dương vẫn lựa chọn phương pháp đơn giản nhất trực tiếp khi âm mưu liên tiếp ùa tới dưới tiền đề mình không biết đối thủ là ai, Trương Đại Quan Nhân phải mau chóng tìm được một phương pháp để phá cục. Hắn lựa chọn chính là Dương Mưu, ngay từ đầu, cú điện thoại thần bí đó đã tác động tới đường đi nước bước của hắn, Trương Đại Quan Nhân đến giờ vẫn không hiểu rõ được mục đích của kẻ chỉ điểm. Nhưng mình ở trước mặt đối phương không nghi ngờ gì nữa là bị động, Trương Đại Quan Nhân ghét loại cảm giác bị người khác cầm mũi dắt đi, hắn phải giành thế chủ động, quấy rối bước đi của đối phương, hắn muốn nắm lấy sự phát triển của chuyện, mượn thế mà động, nếu không nhìn thấy con bài tẩy của đối phương trương đại quan nhân sẽ dứt khoát lật bàn triệt đệ làm loạn nước đi của đối phương cho dù là trình diễm đông cũng không nhìn rõ được mục đích chân chính trương dương đến tìm viên hiếu nông suốt dây động rừng trương dương chủ động khiêu khích làm loạn kế hoạch vốn có xê rất nhiều người chạy đến thương mậu minh đức trước tiên là cảnh sát cục trưởng phân cục cảng khu mới tô vinh thiêm dẫn đội chạy tới nơi này viên hiếu nông và hai thủ hạ bị thương không nặng hắn giữ cổ tay, bi phẫn thuật lại tất cả những gì đã xảy ra với Tô Vinh Thiêm. Tô Vinh Thiêm không ngờ sau chuyện ngày hôm qua, Trương Dương còn dám chủ động tìm tới cửa, thân là một gã cán bộ cấp ban huyện, đầu óc của thằng cha này chẳng lẽ ngay cả một chút quan niệm pháp chế cũng không có ư. Cổ tay phải của viên hiếu nông chật khớp, chỉ có thể dùng tay trái chỉ vào Trương Dương, tôi nhất định phải kiện anh. Tô Vinh Thiêm tới trước mặt Trương Dương, thở dài nói, bí thư Trương, anh vì sao phải làm như vậy? trương dương đứng lên chống gậy đi mấy bước ở trước mặt cảnh sát phơi ra bộ pháp khập khiếm của hắn tô vinh thiêm thầm kinh ngạc chân thằng cha này bị thương dưới tình huống như vậy không ngờ còn có sức chiến đấu cường hãn như vậy ư trương dương nói tôi tới đây là chỉ muốn hỏi một chuyện nhưng viên hiếu nông không phân tốt xấu bảo hai thủ hạ của hắn xông lên công kích tôi viên hiếu nông tức giận nói anh nói hiu nói vượn trương dương nói anh có thể hỏi vị tiểu thư này hắn quay sang cô gái tiếp tân, ánh mắt nhìn thẳng vào cô ta, cảnh sát đều ở đây, cô đừng sợ, cứ nói thật ra đi, vừa rồi có phải viên hiếu nông ra tay với tôi trước hay không? Cô gái tiếp tân nhìn thấy ánh mắt của Trương Dương, chỉ cảm thấy trong mắt hắn tựa hồ tồn tại ma lực không thể kháng cự nào đó, một thanh âm nhắc đi nhắc lại cô ta phải nói thật vang lên trong đầu, cô gái đó nói đúng là viên tổng ra tay trước. Cô ta nói sự thật, Đương nhiên nếu trương đại quan nhân không sử dụng thuật thôi miên với cô ta thì cô ta bất kể là như thế nào cũng sẽ không nói thật. Viên hiếu nông không ngờ cô ta lại nói như vậy, mặt tức giận đến nỗi xanh mét, nghiến răng nghiến lợi, ăn cây táo, rào cây sung, con mẹ nó cô bị đuổi việc. Trương Dương nói với Tô Vinh Thiêm, Tô Cục, anh có nghe hay không, tôi là phòng vệ chính đáng, một người đùi phải bị thương, sao có thể chủ động khởi xướng công kích với ba gã đại hán cường tráng hữu lực, huống chi, sau họ còn có tám gã bảo vệ chạy đến, tôi sẽ không làm ra loại chuyện không biết lượng sức này đâu." Tô Vinh Thiêm thầm nghĩ trong lòng, anh ở đường Hải Phong một mình đánh hơn 50 người, mấy người Viên Hiếu Nông thì tính là gì? Có điều thấy Trương Dương hẳn là bị thương thật, Tô Vinh Thiêm trong lòng là hướng về Viên Hiếu Nông, nhưng xét thấy thân phận của Trương Dương thì loại chuyện này cũng không thể làm quá rõ ràng được, ít nhất thì ngoài mặt phải làm thật công bằng, Tô Vinh Thiêm thầm than chuyện này phiền toái rồi. Thằng cha Trương Dương này tuyệt đối không phải là một cái đèn cạn dầu, ngày hôm qua Niêm Phong Hưng Long hiệu của Viên Hiếu nông, hôm nay lại đánh tới cửa, từng bước ép sát Viên Hiếu nông, thằng cha này rốt cuộc muốn làm gì? Khi Tô Vinh Thiêm đang cân nhắc đối sách thì Viên Hiếu Thương chạy tới, hắn trước khi tới công ty đã biết xảy ra chuyện gì, sau khi vào cửa liền lớn tiếng nói, đúng là nước lớn nhấn chìm Miếu Long Vương, người nhà không nhìn ra người nhà, hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. Trương Dương chưa từng gặp Viên Hiếu Thương chẳng thèm nhìn hắn. Viên hiếu thương chủ động tới trước mặt Trương Dương, cười nói, bí thư Trương, tôi là viên hiếu thương. Tôi nghĩ nhất định là anh có hiểu lầm với nhị ca của tôi, chúng ta vào văn phòng bàn nhé. Tô Vinh Thiêm phụ họa nói, đúng rồi, có khúc mắc gì không giải quyết được thì cứ vào văn phòng nói cho rõ. Trương Dương gật đầu, chống gậy khập khiếng đi về phía văn phòng, viên hiếu thương bước nhanh theo dẫn đường cho hắn. Viên hiếu nông nhìn Trương Dương, mặt tràn ngập vẻ oán độc, hắn chỉ chỉ vào cổ tay của mình, ý bảo Tô Vinh Thiêm, Tô Vinh Thiêm đánh mắt ra hiệu cho hắn, ý tứ là trước tiên cứ vào văn phòng đã rồi nói sau, và lại, cứ xem xem Trương Dương rốt cuộc muốn làm gì. Viên Hiếu thường rõ ràng láo cá hơn Viên Hiếu nông nhiều, hắn tươi cười mời Trương Dương vào văn phòng ngồi xuống, Viên Hiếu nông thì đỡ lấy tay, hai mắt tràn ngập lửa giận, vừa đi vào văn phòng đã hét lên, họ Trương. Chuyện hôm nay tôi sẽ không để yên cho anh, tôi phải khởi tố anh tội làm người khác bị thương. Trương đại quan nhân cười cười khinh thường, hắn không để ý đến viên hiếu nông, lạnh lùng nói, hai huynh đệ các anh ai có tiếng nói hơn. Viên hiếu thương và viên hiếu nông liếc mắt nhìn nhau, viên hiếu thương nói, thương mậu minh đức là của nhị ca tôi. Trương Dương gật đầu nói, nếu mọi người đã đóng cửa nói chuyện, tôi cũng không quanh co lòng vòng nữa, tối hôm qua có người đánh lén tôi, trong đó liền có nghiêm kim vượng này. Hắn đưa ảnh của nghiêm kim vượng cho viên hiếu thương, viên hiếu thương nhìn nhìn, sau đó đưa cho viên hiếu nông. Trương Dương nói, tôi đã tra được, nghiêm kim vượng từng làm việc ở thương mậu Minh Đức. Tôi chỉ tới để tìm hiểu tình huống, viên hiếu nông anh trợn tròn mắt nói dối, anh dám lặp lại lần nữa rằng công ty các anh chưa bao giờ thuê người này không? Viên hiếu thương nhìn nhị ca, hắn đương nhiên hiểu rõ nghiêm kim vượng trước đây chính là làm việc dưới tay nhị ca. Miệng viên hiếu nông vẫn cường ngạnh, tôi từng thuê hắn thì sao này? Hiện tại hắn không làm ở công ty của của tôi nữa, một tháng trước đã bị tôi khai trừ rồi, cho dù hắn phục kích anh thì liên quan chó gì tới tôi bởi vì tình tự kích động nên hắn quên cả tay phải bị chật khớp phung cánh tay một cái không cẩn thận lại chạm tới chỗ đau đau đến mức hắn nhe răng nhếch miệng tô vinh thiêm cố làm ra vẻ nói bí thư trương thật sự có người tập kích anh ư chân của anh có phải bởi vì chuyện này bởi vì chuyện này mà bị thương hay không trương dương nhìn viên hiếu nông tôi không ngại nói với các anh có người báo tin cho tôi chính là viên hiếu nông anh phái người phục kích tôi viên hiếu nông tức giận nói anh nói gì thì là thế à tôi cũng không quen anh vì sao phải phục kích anh trương đại quan nhân cười ha ha nói viên hiếu nông tôi sớm biết anh không có can đảm nhận mà hôm nay tôi tới đây vốn định nói chuyện tử tế với anh anh lại chơi trò thủ đoạn bạo lực với tôi ai đúng ai sai mọi người trong lòng đều rõ tô vinh thiêm nói tôi thấy chuyện này là hiểu lầm thôi bỏ qua đi viên hiếu nông nói căn bản là anh tới cửa gây chuyện vẻ mặt viên hiếu thương lại có chút phức tạp hắn nói khẽ nhị ca em thấy tô cục nói không sai nếu là hiểu lầm thì bro qua đi mọi người mỗi người nhường một bước có câu là không đánh không quen sau này làm bạn bè viên hiếu nông tức giận nói tôi không dám trèo cao trương dương lạnh lùng nói chuyện nghiêm kim vượng anh tốt nhất hãy cho tôi một câu trả lời viên hiếu nông giận giữ hết tôi đã nói với anh rồi không liên quan gì tới tôi cả anh có thể làm gì được tôi chứ hắn bước ra một bước về phía trước khí thế bức nhân khí thế bức nhân nhìn về phía Trương Dương. Trương đại quan nhân lắc đầu, gậy trong tay bỗng nhiên giơ lên, hắn đột nhiên ra tay, tất cả mọi người đều không ngờ, chỉ nghe rắc một tiếng, gậy chuẩn xác gõ lên trên cổ tay phải của viên hiếu nông, viên hiếu thương và tô vinh thiêm đều cả kinh, viên hiếu nông giống như một con giã thú lao về phía Trương Dương, bị hai người bọn họ kịp thời giữ lại, viên hiếu nông vung hai tay, tôi con mẹ nó liều mạng với anh. Lúc này hắn mới ý thức được một gậy này của Trương Dương không ngờ đã đưa cổ tay phải bị chật khớp của hắn trở lại vị trí cũ, trong nhất thời ngây ra đó. Trương Dương chống gậy chậm rãi đi về phía cửa văn phòng, viên hiếu nông, tôi cho anh thời gian một ngày, giao nghiêm kim vượng ra, nếu không tôi lần sau tới đây tuyệt đối sẽ không khách khí như vậy đâu. Tô Vinh Thiêm đuổi theo nói, bí thư Trương. Trương 1609, Dương Ngưu 2 Trương Dương dừng chân, nói tô cục loại việc nhỏ này không cần anh phải lo, đúng rồi, quên nói với anh một chuyện, chiếc xe Mercedes tìm được ngày hôm qua đó hôm nay lại bị trộm rồi, vẫn là ở cảng khu mới của các anh, nếu anh không muốn tôi vận dụng cảnh sát Tân Hải thì tốt nhất mau chóng phá án đi. Tô Vinh Thiêm trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Dương, hơn nửa ngày mới hiểu được xảy ra chuyện gì, sự phát triển của chuyện quả thực có thể dùng từ quanh co để hình dung, Trương Dương ngày hôm qua uy phong bát diện hôm nay lại què một chân. Xe hôm qua mới tìm được hôm nay lại bị mất, y có chút minh bạch vì sao trương dương mất khống chế trực tiếp tìm tới cửa của viên hiếu nông tô vinh thiêm không tiếp tục đuổi theo mà là cầm ảnh của nghiêm kim vượng ở trên bàn trà lên nhìn viên hiếu nông nói hiếu nông người này quả đúng là nhân viên của anh viên hiếu nông gật đầu một tuần trước đã bị tôi khai trừ rồi anh có biết hắn ở đâu không viên hiếu nông lắc đầu nói tôi không biết tô vinh thiêm không hỏi nữa cũng rời khỏi văn phòng của viên hiếu nông trong văn phòng chỉ còn lại hai huynh đệ viên hiếu nông và viên hiếu thương, viên hiếu nông xoa xoa cổ tay phải đau nhức, bỗng nhiên cầm chén trà trên bàn ném xuống đất. Viên hiếu thương lạnh lùng nhìn hành động của nhị ca, hắn cho rằng hành vi phát tiết như vậy chẳng những không làm nên chuyện gì, hơn nữa rất ngu xuẩn. Viên hiếu thương nói, nhị ca, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng có chọc vào hắn, vì sao anh không nghe. Viên hiếu nông giận dữ hết, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi chọc hắn hả? rõ ràng là hắn tìm tới cửa, hắn nói là tôi bảo Lý Vượng Cửu gánh tội, hắn nói tôi mới là ông chủ chân chính của Hưng Long Hiệu, hắn nói tất cả chuyện đều là tôi làm. Viên Hiếu thương nửa tin nửa ngờ nói, anh không làm chứ. Viên Hiếu nông chỉ vào ngực mình, nói tôi nếu sai người tập kích hắn thì tôi không được chết yên lành. Viên Hiếu thương chậm rãi ngồi xuống, nói khẽ, nhị ca, nghiêm kim vượng theo anh không ít năm, anh vì sao khai trừ hắn. Viên Hiếu Nông nói, hắn quá tham, từ chỗ tôi mượn không ít tiền, mãi không trả, tôi không khai trừ hắn, nếu khai trừ hắn thì tôi mất hết tiền, là hắn tự mình lén lút bỏ đi, tôi còn đang tìm hắn đây, hắn nợ tôi 15 vạn, 15 vạn đó. Lời nói của Viên Hiếu Nông khiến Viên Hiếu thương lại thầm khinh bỉ trong lòng, 15 vạn, đối với lão nhị mà nói thì chẳng tính là gì, nếu 15 vạn năng mua được một thủ hạ thật lòng bán mạng cho mình, khẳng định là lời to, Viên Hiếu thương cơ hồ có thể kết luận. Nghiêm Kim vượng trốn đi có quan hệ trực tiếp với sự keo kiệt của Nhị ca. Viên Hiếu nông bất an đi đi lại lại trong phòng, "Lão tứ, Trương Dương hình như biết rất nhiều chuyện của chúng ta, hắn biết chúng ta bảo Lý Vượng cửu đi gánh tội thay, biết ông chủ chân chính của Hưng Long Hiệu là tôi, biết chiếc xe đó của Kiều Mộng viện là tôi nhận chuyển." Viên Hiếu thương nhìn ra vẻ khẩn trương của hắn, nói khẽ, "Nhị ca, anh bình tĩnh một chút, anh có cảm thấy chuyện này rất kỳ quái hay không? Vừa rồi trước khi đi Trương Dương có nói chiếc mercedes đó của kiều mộng viện lại bị người trộm đi rồi chuyện này không liên quan gì tới tôi tôi căn bản không làm viên hiếu nông vội vã phân trần viên hiếu thương nói nhị ca anh có thấy sau lưng chuyện này có người đang thôi động không hắn đang lợi dụng một loạt chuyện này cố ý khơi mào mâu thuẫn giữa chúng ta và trương dương viên hiếu nông nói tên hỗn đản trương dương này vốn đã không phải hạng tốt lành gì rồi viên hiếu thương nói vốn chúng ta có thể nước giếng không phạm nước sông với hắn, nhưng anh cố tình nhận chiếc xe đó của Kiều Mộng Viện. Viên Hiếu Nông lúc này cũng bắt đầu cảm thấy hối hận, hắn thở dài nói, chắc làm rồi, giờ có nói mấy cũng vô dụng. Viên Hiếu thương nói, phải phải nhắc nhở Lý Vượng Cửu một chút, nhất định không thể để hắn xảy ra vấn đề, nhị ca, tìm ra nghiêm kim vượng, từ trên người hắn có lẽ có thể tìm được rốt cuộc là ai ở sau lưng phá rối. Thi thể của nghiêm kim vượng buổi trưa hôm ấy được phát hiện ở cảng, trên người hắn chúng tám phát súng thi thể bởi vì ngâm trong nước biển quá lâu nên đã phủ thủng biến hình khi trương dương nhận được tin tức này cũng đang lái xe về trung tâm hành chính tân hải trình diễm đông trong điện thoại thông báo tin tức này cho hắn trương đại quan nhân không hề cảm thấy quá bất ngờ nghiêm kim vượng chắc là chế và trong hành động bắn chết mình tối hôm qua thằng cha này đưa mình tới địa điểm dự định đồng bạn của hắn cũng không buông tha cho hắn có điều nghiêm kim vượng hiển nhiên không được may mắn như mình Trương Dương buông điện thoại, nhắm mắt lại, lâm vào bên trong trầm tư, cái chết của nghiêm kim vượng lại khiến manh mối gián đoạn, từ tình huống hôm nay cho thấy, hành động ám sát nhằm vào mình tối hôm qua 10 phần có 9 là không liên can tới viên hiếu nông, nói cách khác, còn có một đôi tay vô hình đang ở sau lưng thôi động tất cả những chuyện này. Hắn muốn khơi mào phân tranh giữa mình và viên hiếu nông, từ đó ngư ông đắc lợi. Tiếng chuông di động phá vỡ sự trầm tư của Trương Dương, Trương Dương cầm điện thoại lên, Cuối cùng lại nghe thấy giọng nói thần bí ở đầu kia điện thoại, Bí thư Trương, anh có khỏe không? Trương Dương nói, tôi còn tưởng rằng anh sẽ không gọi điện thoại cho tôi nữa. Đối phương mỉm cười, anh có phải cho rằng tôi đang lợi dụng anh không? Trương Dương nói, không phải tôi coi thường anh, anh chỉ sợ không có bản sự đó. Đối phương nói, trong các gia huynh viên thì người ngu nhất chính là lão nhị, Bí thư Trương chọn lựa hắn làm cửa đột phá, vẫn có thể xem là một lựa chọn rất tốt lấy dương mưu đối âm mưu, tạo áp lực cho Viên Hiếu nông, khiến cho hắn tự loạn đầu trận tuyến, bàn tính tuy rằng đánh rất khá, nhưng người định không bằng trời định. Trương Dương cười nói, anh thật đúng là cao nhân, không có chuyện gì qua được mắt anh. Gia huynh nói, bí thư Trương Hoài nghi tôi, cho rằng tôi ở phái sau thao túng tất cả, lợi dụng anh để đối phó với gia huynh Viên gia. Trương Dương nói, bán tín bán nghi, trừ phi anh biểu hiện ra thành ý nhiều hơn. Đối phương bật cười, bí thư trương là người thẳng thắn thành khẩn, anh không muốn bị tôi cầm mũi dắt đi, nhưng lại rất muốn từ chỗ tôi có được nhiều tin tức hơn. Trương Dương nói, không phải ai cũng có bản sự bảo hộ lột ra. Anh chưa gặp tôi, sao biết được tôi không phải là một lão hổ ăn thịt người. Trương Dương nói, ai ở sau lưng đối phó tôi. Không phải tôi, nếu tôi muốn hại anh thì sẽ không nhắc nhở anh. Trương Dương nói, anh muốn lợi dụng tôi để đả kích viên ra, nếu anh không biểu hiện ra thêm thành ý thì tôi có thể cự tuyệt chơi tiếp với anh. Anh muốn thành ý như thế nào? Nói cho tôi biết ngày hôm qua là ai mưu sát tôi. Người muốn giết anh có nhiều lắm, bí thư trương, tôi chỉ có thể nói với rằng huynh đệ viên gia nhất định có vấn đề, anh muốn đào ra tin tức sâu hơn thì chỉ có dựa vào chính anh đi phát hiện. Trương Dương nói, thành ý của anh rõ ràng là không đủ. Tôi đã đạt được mục đích rồi, bí thư trương, anh tự giải quyết cho tốt đối phương nói xong liền gác máy trương dương có chút bất đắc dĩ lắc đầu bỏ điện thoại xuống cửa phòng nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ thường hải tâm vẻ mặt quan tâm bước vào cô ta vừa mới nghe nói tin tức trương dương bị thương vừa nhìn thấy khuôn mặt có chút tái nhợt của trương dương thường hải tâm mắt đã ươn ướt cô ta cắn cắn môi kiên trì không để nước mắt chảy xuống nói khẽ đau không trương dương lắc đầu không sao chỉ là bị thương ngoài ra thôi để em xem trương dương cười nói đang ở trong văn phòng mà không tiện thường hải tâm cong môi lên kiên trì đòi xem trương đại quan nhân không lay chuyển được cô ta chỉ có thể cởi quần cho cô ta xem thường hải tâm xác định hắn chỉ bị thương ngoài xa mới yên lòng cô ta đi pha trà cho trương dương đặt ở trước mặt hắn nói về sau anh nhất định phải cẩn thận làm bí thư mà giống như anh đúng là số một ngay cả an toàn cũng không được bảo đảm trương dương nói bác càng so với trong tưởng tượng của anh thì phức tạp hơn nhiều sở dĩ có người muốn hại anh là vì anh đã xúc phạm tới lợi ích của bọn họ thường hải tâm nói đã sớm khuyên anh rồi làm việc trăm ngàn lần đừng cấp tiến như vậy chuyện nguy hiểm đừng tự mình đi làm trương dương cười nói biết rồi hắn nhẹ nhàng vỗ mông thường hải tâm sau khi vỗ xong còn véo hai cái thường hải tâm thẹn thùng nói làm gì thế trương đại quan nhân nói cảm giác thật sự là càng ngày càng tốt thường hải tâm đỏ mặt gắt đại sắc lang mặc kệ anh lúc này vang lên tiếng gõ cửa thường hải tâm cầm văn kiện trên bàn trương dương nói mời vào phó trường trinh từ bên ngoài bước vào thường hải tâm giả vờ giả vịt nói bí thư trương tôi đi trước trương đại quan nhân cũng cố làm ra vẻ nói chuyện đó cứ vậy đi cô tính toán thời gian mà làm thường hải tâm ném cho hắn một cái nhìn âu yếm rồi nói bí thư trương cứ yên tâm đi Phó Trường Trinh đương nhiên không nhìn thấy ánh mắt ám muội giữa bọn họ, cười cười với Thường Hải Tâm, xem như là chào hỏi, sau đó tới trước mặt Trương Dương nói, bí thư Trương, bí thư nghiêm của Ủy ban kỷ luật tìm ngài. Trương Dương nhíu mày, không kiên nhẫn nói, để hắn vào. Phó Trường Trinh cười khổ nói, hắn bảo ngài tới chỗ hắn. Trương 1610, Dương Ngưu Ba Trương Đại Quan Nhân ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn Phó Trường Trinh, Phó trường Trinh nói, bọn họ ở tòa nhà số 2 của nhà khách huyện ủy thiết lập một địa điểm văn phòng lâm thời, gần đây thường xuyên tới lãnh đạo huyện nói chuyện. Trương Dương cười lạnh nói, một đám thành sự không đủ mà bại sự thì có thừa, không để ý tới hắn, tôi không rảnh, cũng không có hứng thú. Phó trường Trinh gật đầu, hắn chỉ phụ trách thông chi, về phần quyết định ra sao thì là chuyện của Trương Dương, hắn lại nói cuộc họp thường ủy buổi sáng hôm nay vẫn mở chứ ạ. À? Trương Dương nói, mở vì sao không mở. Trương Đại Quan Nhân vẫn quen là người bước vào phòng họp cuối cùng, tất cả thường ủy nhìn thấy bộ dạng khập khiếng của hắn, chuyện Trương Dương bị thương không hề tuyên Dương ra ngoài, cho nên các thường ủy đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Huyện trưởng hứa xong kỳ tỏ vẻ quan tâm nói, bí thư Trương, chân anh làm sao vậy? Trương Dương nói, khi xuống cầu thang không cẩn thận chật chân. Hắn nói như vậy thì người khác cũng không tiện hỏi nữa. Trương Dương nhìn chung quanh hội trường, phát hiện phó huyện trưởng thường vụ Đồng Ngọc Vũ không có mặt, bí thư ủy ban chính pháp Chu Tường cũng không có mặt, hắn lập tức nhíu mày, không phải nói là họp ư. Thế này là sao, lão Đồng và lão Chu đâu? Phó trường trinh phụ trách ghi chép nói, vừa mới bị tổ công tác gọi đi tìm hiểu tình huống rồi. Trương đại quan nhân tức giận nói, vớ vẩn, làm cái gì vậy, bọn họ không phân rõ được chủ thư ư, rốt cuộc là công tác bản chức quan trọng hay là cái gọi là điều tra quan trọng. Hứa song kỳ nói, bí thư trương, phó bí thư nghiêm điểm danh gọi bọn họ đi. Lúc này phó trường trinh đưa di động cho Trương Dương, nói khẽ bí thư nghiêm gọi. Trương Dương mắng thầm trong lòng, thật sự là nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến, nghiêm chính này không ngờ gọi cả tới đây. Trương Dương cầm điện thoại lười biếng nói, phó bí thư nghiêm, tìm tôi có việc à. Trước mặt nhiều thường ủy như vậy, Thằng cha này cố ý cường điệu thân phận phó bí thư của Nghiêm Chính, thái độ này rõ ràng tràn ngập bất kính. Nghiêm Chính nói: "Đồng chí Trương Dương, tin tức mà tôi nhờ tiểu phó chuyển đạt anh đã nhận được chưa? Anh tới chỗ tôi một chuyện, tôi có chuyện cần bàn với anh." Trương Dương nói: "Gấp vậy à?" Nghiêm Chính nói: "Đồng chí Trương Dương, hy vọng anh phối hợp với công tác của chúng tôi." Ngữ khí của y vô cùng nghiêm túc, nói xong liền gác máy. Trương Đại Quan Nhân đưa di động cho Phó Trường Trinh, thở dài nói, không ngờ Tân Hải chúng ta đột nhiên có thêm một ban lãnh đạo, muốn mở một cuộc họp thường ủy yên ổn cũng không được. Hắn đứng lên, cầm gậy để tựa vào tường, nói các vị đồng chí, Phó Bí Thư Nghiêm bảo chúng ta tới nói chuyện, đi thôi, chúng ta tới bên chỗ hắn họp. Nghiêm chính không ngờ Trương Dương sẽ lôi cả ban thường ủy Tân Hải tới đây, nhìn thấy cảnh trước mắt, y có chút không thể tin chừng mắt nhìn tình, nói với Trương Dương tiểu Trương, anh làm cái trò gì đó. Trương Đại Quan Nhân cười nói, một đám nói chuyện đơn độc thì sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất, phó bí thương nghiêm có thời gian nhưng chúng tôi thì không có nhiều thời gian như vậy, cho nên tôi gọi hết mọi người tới, cùng nhau nói chuyện, dù sao cũng chẳng có gì là bí mật, nói luôn trước mặt mọi người đi, chúng tôi cũng tiện tập trung vào công tác thường ngày. Nghiêm Chính tức giận đến nỗi mặt xanh mét, thằng cha này rõ ràng là đang ảm trị mình quấy nhiễu công tác bình thường của Tân Hải bọn họ, Nghiêm Chính nói có một số vấn đề phải bàn riêng một đám thường ủy đều không nói lời nào ai cũng đều nhìn ra bí thư trương hôm nay là muốn dứt khoát chống đối nghiêm chính gọi bọn họ tới xem cuộc chiến đám thường ủy này đều là nhân vật sáng mắt sáng lòng gặp loại tình hình này sáng suốt nhất chính là bảo trì trầm mặc trương dương lãnh đạo trực tiếp lãnh đạo trực tiếp bọn họ không thể đắc tội nghiêm chính là bí thư ủy ban kỷ luật thành phố ai cũng không thể đắc tội được cho nên cách làm sáng suốt nhất chính là tọa sơn quan hổ đấu mặc kệ hai người các ngươi cắn nhau có câu là chó cắn chó lưỡng bại câu thương mới đáng xem. Trương Dương chống gậy khập khiếng tới sofa ngồi xuống, nhìn thấy các thường ủy khác không ngồi, ngồi xuống đi, khách khí gì, nơi này là nhà khách huyện ủy, chúng ta là chủ nhân mà, phó bí thư nghiêm tuy rằng là khách quý của chúng ta, nhưng quý tới mấy cũng chỉ là khách, chúng ta nếu quá khách khí, phó bí thư nghiêm ngược lại sẽ thấy chúng ta giả tạo, mau ngồi xuống đi, tất cả ngồi xuống. Nghiêm chính mặt lúc này đã sắp biến thành màu đen nhìn thấy nghiêm chính tức giận đám thường ủy lại càng không dám ngồi trên mặt chỉ mỉm cười bọn họ không thể tội với cả hai trương đại quan nhân nhìn thấy không ai nghe hắn nói nụ cười trên mặt lập tức biến mất lạnh lùng nhìn đám cấp dưới này của mình sao thế tôi bảo các anh ngồi các anh không ngồi cứ phải đợi vị khách quý phó bí thư nghiêm này lên tiếng thì mới ngồi đúng không thằng ôn này có ẩn ý nghiêm chính anh tuy rằng cấp bậc cao hơn tôi nhưng nơi này là một mẫu ba phân đất của lão tử chưa tới lượt anh lên tiếng đâu." Bộ trưởng Từ Thắng cười nói, "Đúng vậy, địa phương của mình thì khách khí cái." Hắn đặt mông ngồi xuống, Từ Thắng vừa dẫn đầu, các thường ủy khác cũng đều ngồi xuống, mặt Nghiêm Chính càng thêm khó coi. Trương Dương mỉm cười nhìn Nghiêm Chính, "Phó bí thư Nghiêm, chúng tôi còn có hai vị đồng chí. Không phải ở chỗ anh ư? Căn nhà số 2 này còn có phòng kín à?" Nghiêm Chính đang nhìn Trương Dương, nói, "Đồng chí Trương Dương, tôi hy vọng anh có thể phối hợp với công tác của chúng tôi trương dương nói tôi chính là đang làm như vậy đây sau khi tổ công tác các anh đến không ngừng tìm mọi người để tìm hiểu tình huống tôi cân nhắc đến lượng công việc của các anh quá lớn dứt khoát gọi hết mọi người tới đây các anh muốn hỏi gì thì hỏi đi có gì không rõ thì tôi sẽ bảo họ giải thích ngay ở đây dù sao tôi cũng hoàn toàn tin tưởng ban lãnh đạo của chúng tôi đám người này chúng tôi quang minh lỗi lạc không có gì là không dám nhìn người ta cả mọi người nói xem có đúng không hỏi như vậy thì ai dám nói không ngay cả hứa xong kỳ cũng gật đầu theo nghiêm chính xem như đã rõ rồi thằng cha này hôm nay dẫn người tới là muốn thị uy với mình muốn thể hiện sự bất mãn đối với điều tra của tổ công tác nghiêm chính gật đầu nói các anh đã thích cách nói chuyện này thì chúng ta sẽ nói nói tới đây y lấy tay che miệng ho khan hai tiếng hắn giọng rồi nói tổ công tác tới tân hải đã được mấy ngày thứ cho tôi nói thẳng Tôi không hài lòng đối với tiến triển công tác trong mấy ngày nay." Trương Dương nói, "Phó bí thư Nghiêm có gì thì cứ nói thẳng, mọi người đều nghe, có thể giúp giải quyết thì chúng tôi nhất định sẽ tận lực phối hợp." Nghiêm chính nghiêm mặt, nói, "Vấn đề mấu chốt chính là sự phối hợp đó, thị lý phái tổ công tác của chúng tôi xuống, mục đích là muốn giúp các anh mau chóng làm rõ chân tướng sự kiện Triệu Kim Khoa nhảy lầu, chúng tôi đến Tân Hải lâu như vậy, đến bây giờ phía cục công an vẫn chưa trình kết quả điều tra cái chết của Triệu Kim Khoa cho chúng tôi." tôi muốn hỏi một chút hiệu suất của cục công an tân hải vì sao thấp như vậy trương đại quan nhân nghe thấy vậy liền nghĩ hay đấy nghiêm chính hôm nay rõ ràng là muốn khởi binh vấn tội là hắn không để trình diễm đông đưa kết quả điều tra cho phía nghiêm chính trương dương nói phó bí thư nghiêm nói quá rồi vụ án triệu kim khoa nhảy lầu vô cùng phức tạp chính là bởi vì tính phức tạp của chuyện này hệ thống công an tân hải chúng tôi mới áp dụng thái độ cực kỳ cẩn thận siêu tập tất cả tư liệu và chứng cứ trước khi vụ án chưa rõ ràng thì tạm thời không thể đưa kết quả điều tra tới chỗ các anh. Đây cũng là ý của tôi. Nghiêm chính nói, đồng chí Trương Dương, anh làm như vậy chính là không phối hợp với công tác của chúng tôi. Trương Dương cười nói, tôi làm như vậy là không muốn gây ảnh hưởng tới công tác của các anh, phó bí thư nghiêm, thứ cho tôi nói thẳng, các anh và tôi, phương diện trinh thám phá án ngay cả nghiệp dư cũng không bằng, thật sự đưa các đầu mối tìm kiếm được cho anh, tôi lo các anh sẽ căn cứ vào những manh mối vụn vặt này mà đưa ra phán đoán sai lầm nếu thật sự như vậy thì há chẳng phải thành trò cười ư nghiêm chính nói đồng chí trương dương anh nghi ngờ năng lực công tác của chúng tôi trương dương cười nói không dám tôi không hiểu lắm đối với các vị lãnh đạo năng lực công tác của các anh rốt cuộc là như thế nào thì tôi không thể bình luận bừa thằng cha này đang quanh co lòng vòng ám chỉ đám người của tổ công tác thiếu năng lực phía thường ủy Tân Hải có người nghe đến đây không nhịn được cười ra tiếng, vẫn là từ thắng, bộ trưởng tuyên truyền vương quân cường cũng không nhịn được cười. Nhìn thấy vẻ mặt của đám người này, nghiêm chính có cảm giác như đang bị Trương Dương trêu đùa trước mặt mọi người, y tức giận nói, tôi hy vọng ban lãnh đạo Tân Hải các anh chỉnh đốn lại thái độ, thị lý phái chúng tôi xuống là để giúp các anh, chứ không phải để làm khó dễ các anh, hy vọng các anh đừng ôm định ý với chúng tôi. Lời này nói rất không nể mặt, cả đám cán bộ Tân Hải đều có chút xấu hổ. chương 1611, Dương Ngưu 4 Nghiêm chính tức giận đến nỗi muốn vỗ bàn, nhưng ở trước mặt nhiều đồng chí nhiều như vậy, y nhưng phải biểu hiện ra khí độ của mình. Y tung sát chiêu cái thứ hai, rút ra một tập văn kiện ném lên bàn trà, đây là tài liệu của đồng chí Đồng Ngọc Vũ liên quan tới vụ án của Triệu Kim Khoa. Trương Dương cầm xem một cái, sau đó đưa cho hứa song kỳ, quà Tết trị giá 500 đồng, cái này hình như không đủ tiêu chuẩn lập án. Các vị, ai trước đây đã nhận quà không nên không nhận thì tốt nhất mau chủ động báo cáo với phó bí thư nghiêm đi. Chính sách của đảng ta là thẳng thắn thì khoan dung mà kháng cự thì xử nghiêm. À mà tôi nói này, tổ công tác của các anh rốt cuộc là điều tra triệu kim khoa hay là muốn điều tra quần thể cán bộ Tân Hải chúng tôi một lượt thế? Nghiêm chính lạnh lùng nói, vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi, vật dĩ ác tiểu nhi vi chi. Đây là lời cảnh cáo của y đối với Trương Dương. Trương Đại quan nhân gật đầu nói, "Thụ giáo." Hắn đứng dậy, "Không còn chuyện gì thì chúng tôi đi trước." Nghiêm Chính nhìn Trương Dương không nói câu nào. Trương Dương dẫn đám thường ủy Tân Hải ra khỏi căn nhà số 2, tới ngoài cửa thì nhìn thấy người phụ trách của nhà khách huyện ủy vẻ mặt cung kính đang mỉm cười chờ ở bên ngoài. Trương Dương nhớ tới một chuyện, hắn nói với người phụ trách đó, "Tổ công tác những ngày này ăn ngủ có phải là chúng ta phụ trách không?" Người phụ trách gật đầu. Trương Dương nhìn nhìn mấy vị thường ủy bên cạnh, chiều đãi công vụ cũng phải có hạn độ, từ từ tình huống hiện tại cho thấy, tổ công tác không thể rời khỏi Tân Hải ngay đâu, khấu trừ tiệc đón gió, tất cả đồ ăn đều án chiếu theo tiêu chuẩn thu bình thường. Hứa song kỳ nghe hắn nói như vậy thì không khỏi nhíu mày, nói khẽ, bí thư trương, chúng ta nếu làm như vậy có phải có chút bất cận nhân tình hay không? Trong mắt y tiếp đãi lãnh đạo căn bản là chuyện đương nhiên, trước đây vẫn đều là như thế này. Trương Dương nói, Nhà khách huyện ủy không phải nhà của tôi, cũng không phải là nhà của các anh. Tiền của nhà nước cũng không thể lãng phí. Công tác của tổ công tác thì chúng ta sẽ ủng hộ, nhưng chúng ta không có lý do gì phải gánh vác cả việc ăn uống của bọn họ. Tiền không được thiếu một xu. Biên lai like ghi rõ ràng vào. Mọi người thấy đây là việc nhỏ, về sau không biết chừng bởi vì tiếp đãi công khoản mà chúng ta còn bị nắm thóp đấy. Chuyện hảo tâm mà bị coi thành lòng lang giả thú có nhiều rồi. Trường Đại Quan nhân chống gậy khập khiễng tiến về phía trước hứa song kỳ nhìn hắn, chỉ đành cười khổ, thằng cha này cũng không phải là nói nguyên tắc gì cả, cũng không phải là giải quyết việc chung, hắn căn bản chính là quan báo tư thù, sự tồn tại của tổ công tác hiển nhiên khiến hắn rất khó chịu, cho nên hắn lợi dụng tất cả thủ đoạn để tiến hành trả thù. Người phụ trách của nhà khách huyện ủy không biết làm sao nói với hứa song kỳ, huyện trưởng hứa, chuyện này ngài xem. Hứa song kỳ nói, bí thư trương nói thế nào thì cứ làm như thế. Việc này không liên can tới y, cho dù chọc giận tổ công tác thì món nợ này cũng không tính lên đầu y. Buổi chiều hôm ấy Trương Dương nhận được điện thoại của bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành, Hạng Thành nhưng hắn tức khắc tới gặp y. Trương Đại Quan Nhân từ trong điện thoại đã nghe ra Hạng Thành ngữ khí không tốt, xem ra chuyện mình đối kháng với nghiêm chính đã chuyển tới lỗ tai y rồi, Hạng Thành là muốn tìm mình khởi binh vấn tội. Trương Dương nghĩ nghĩ, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, quả thực cũng cần nói chuyện với người đứng đầu Bắc Cảng Hạng Thành này, Mặc dù hắn biết Hạng Thành không thích mình, nhưng hắn cho rằng tình trạng trước mắt đã ảnh hưởng tới chính vụ hàng ngày của Tân Hải. Ngồi bên trong xe Audi của huyện ủy, trường Đại Quan Nhân không khỏi lại nghĩ tới chiếc Mercedes việt giá tìm được rồi lại mất đó, nếu nói lần đầu tiên mất xe chỉ do ngẫu nhiên này lần thứ hai này căn bản chính là cố ý, độc thủ sau lưng hiển nhiên muốn chọc giận mình. Sau khi lịch lãm nhiều năm bên trong quan trường, tâm tính của Trương Đại Quan Nhân rõ ràng tiến bộ hơn rất nhiều tình huống càng phức tạp thì lại càng cần phải bình tĩnh. Hắn chủ động tìm tới cửa của viên hiệu nông, mục đích muốn tạo áp lực cho hắn, muốn đả loạn trận cước của viên hiệu nông, có lẽ viên hiệu nông so với hắn thì hiểu rõ độc thủ phía sau màn là ai. Suốt cuộc là ai muốn khơi màu phân tranh giữa viên hiệu nông và mình, muốn ngựa ông đắc lợi đây. Phương thức đi đường khập khiếm của trương đại quan nhân vẫn hấp dẫn ánh mắt của không ít người, bí thư thị ủy hạng thành nhìn thấy tư thế đi đường của hắn thì cũng quan tâm hỏi một câu tiểu trương, chân làm sao vậy? Trương Dương cười nói, không cẩn thận bị chật. Hạng Thành gật đầu, ngồi đi. Trương Dương nói, thôi cứ để tôi đứng, thế này thoải mái hơn. Hạng Thành đi thẳng vào vấn đề, tôi nghe nói phối hợp giữa cậu và tổ công tác của Ủy ban kỷ luật xuất hiện một số vấn đề. Trương Dương cười nói, nhất định là phó bí thư nghiêm mách lẻo với ngài rồi. Chuyện này không bất ngờ, đã sớm nằm trong dự đoán của Trương Đại Quan Nhân hạng thành nói chuyện phái tổ công tác tới tân hải là tôi quyết định ước nguyện ban đầu của chuyện này là muốn giúp các anh mau chóng điều tra rõ chân tướng sự kiện triệu kim khoa nhảy lầu không có mục đích gì khác cũng không phải là nhằm vào bất kỳ ai tôi hy vọng cậu đừng nghĩ nhiều đừng ôm tình tự mâu thuẫn trương dương nói bí thư hạng tôi có thể nói thật lòng không hạng thành nói đương nhiên có thể tôi đang muốn nghe cậu nói thật lòng đây chương 1612, đánh đòn cảnh cáo 1. Trương Dương nói, chuyện của Tân Hải chúng tôi tự mình có thể giải quyết, tôi cho rằng tổ công tác đến không giúp gì nhiều đối với sự khai triển công tác của chúng tôi, từ sau khi bọn họ đến Tân Hải, chuyện làm được nhiều nhất chính là nói chuyện, cơ hồ mỗi một thường ủy của Tân Hải đều bị gọi đến nói chuyện, người thậm chí nói chuyện năm ba lần, chúng tôi không phải không có việc gì làm, cả ngày nhàn rỗi, xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải đang ở vào thời kỳ chuẩn bị mấu chốt, ban lãnh đạo huyện từ trên xuống dưới đều vô cùng khẩn trương. Tổ công tác đến điều tra thì tôi không phản đối, nhưng bọn họ không thể làm ảnh hưởng tới công tác bình thường của chúng tôi được. Chuyện triệu kim khoa nhảy lầu chúng tôi hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của mình để giải quyết, chúng tôi không cần mượn tay người khác. Hạng Thành nói, tâm tình của cậu tôi có thể lý giải, nhưng triệu kim khoa tồn tại hiểm nghi tham ô nghiêm trọng, thị lý phái tổ công tác mục đích cũng là để mau chóng làm rõ chân tướng chuyện này. Trương Dương nói, chúng tôi cũng có ủy ban kỷ luật của mình, không cần thị lý làm thay. Hạng Thành cười nói, cậu không thích người khác làm thay, nhưng cậu lại thích can thiệp vào công tác của người khác. Tôi hỏi cậu, cậu ngày hôm qua xuất lĩnh hơn 20 cảnh sát mặc thường phục của Tân Hải tới cảng khu mới phá án, chuyện này có phải thật không? Trương Dương gật đầu, nếu đã làm thì sẽ không sợ thừa nhận, hắn ngụy biện, tôi sợ để lộ tin tức, vạn nhất hưng Long hiệu chạy thoát, tôi muốn bắt nó về thì khó lắm. Hạng Thành nói, Trương Dương à, tôi luôn khẳng định sự nhiệt tình trong công tác của cậu, nhưng đối với chủ nghĩa Mark Lenin, chuyện đối đãi với chủ nghĩa tự do của mình chúng ta không thể làm, quyền lực trước giờ đều là con dao hai lưỡi, lợi dụng không tốt sẽ hại người hại mình. Trương Dương nói, Bí Thư Hạng, ngày hôm nay gọi tôi đến là để nói những chuyện này ư. Hạng Thành nói, cậu có thể không cảm thấy mình làm sai, nhưng chuyện này đã xúc phạm nghiêm trọng tới tình cảm đồng chí. Trương Đại Quan Nhân nói, trên công tác chẳng có tình cảm gì cả. Hạng Thành nói, không có quy củ. Tôi đã nghĩ rồi, tổ công tác có thể rút về trước. Chuyện của Triệu Kim Khoa có thể giao cho phía Tân Hải các cậu tự mình đi điều tra. Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu cho tôi một kỳ hạn. Tôi cho cậu một tháng, trong một tháng phải điều tra rõ triệt để chuyện này, cũng đưa kết quả tương quan lên cho Ủy ban Kỷ luật. Trương Đại Quan Nhân nghe vậy mừng rỡ không thôi, đám người của tổ công tác do nghiêm chính xuất lĩnh ở trong lòng hắn chính là ruồi bọ vo ve, ở lại Tân Hải khiến hắn phiền không chịu nổi. Hạng thành đồng ý rút về tổ công tác chẳng khác nào là chủ động nhượng bộ, Trương Dương nói cảm ơn bí thư hạng. Hạng thành nói, trải qua thảo luận trên cuộc họp thường ủy, đối với tính vô tổ chức vô kỷ luật, hành vi vượt quá chức quyền bản thân của đồng chí Trình Diễm Đông, phải xử phạt, kỷ luật nghiêm túc. Trương Dương không ngờ hạng thành vừa lui một bước lập tức vung gậy, Đương nhiên cây gậy này không phải trực tiếp đánh vào mình, nhưng đối tượng đả kích là Trình Diễm Đông, cùng chẳng khác nào đánh vào người mình." Trương Dương nói, "Bí thư Hạng, chuyện Niêm Phong Hưng Long hiệu tất cả là chủ ý của tôi, chuyện này không liên can tới Trình Diễm Đông, hắn chỉ là một người chấp hành mệnh lệnh." Hạng Thành nói, "Công an là một bộ đội kỷ luật, thân là cục trưởng công an Tân Hải, hắn nên hiểu rõ tầm quan trọng của chế độ hơn bất kỳ ai, anh không cần phải biện giải cho hắn." Trương Dương nói, muốn xử phạt thì nên xử phạt kẻ đầu sỏ là tôi, bí thư hạng, chúng tôi không thể ngộ thương được. Hạng Thành nói, đây không phải là quyết định của một mình tôi, là kết quả thảo luận trên cuộc họp thường ủy, chúng tôi quyết định xử phạt cảnh cáo trong đảng đồng chí Trình Diễm Đông, cũng sẽ tiến hành công bố kết quả xử phạt. Trương Đại Quan Nhân gióng giặc nói, dựa vào gì, chẳng lẽ đà kích phạm tội là sai, cảnh sát bắt trộm, cảnh sát ngược lại bị xử phạt, đây là đạo lý gì? Hạng Thành nói, đã kích tội phạm là đúng, cảnh sát bắt trộm cũng đúng, sai ở chỗ hắn không tuân thủ quy củ, sai ở chỗ hắn vượt quá chức quyền của bản thân, sai ở chỗ hắn không tôn trọng đồng chí của mình, Trương Dương, xử phạt cảnh cáo trong đảng đã là thủ hạ lưu tình rồi. Trương Dương nói, tôi không đồng ý để các anh làm như vậy, xử phạt cũng được, nhưng người bị xử phạt tuyệt đối không không thể là trình diễm đông. Oan có đầu nợ có chủ, chuyện này tôi sẽ gánh vác. Hạng Thành lắc đầu nói, Trương Dương, Cậu phải hiểu rõ một chuyện, cậu là bí thư huyện ủy Tân Hải, không thể chi phối được quyết định của thường ủy Bắc Cảng, cậu phản đối cũng không thay đổi được kết quả của chuyện này. Hạng Thành trong việc xử phạt Trình Diễm Đông đã biểu hiện ra vẻ cường thế trước giờ chưa từng có. Trương Đại Quan Nhân không sợ xử phạt, tuy rằng người bị xử phạt là Trình Diễm Đông chứ không phải là hắn, nhưng Trương Dương so với mình bị xử phạt thì càng khó chịu hơn, đúng như những gì mà hắn nói, Trình Diễm Đông chỉ là một người chấp hành mệnh lệnh, tất cả đều là mình sắp đặt từ trong ánh mắt phức tạp của hạng thành Trương Dương đã nhận ra khoái ý trong đó, hắn bỗng nhiên minh bạch, hạng thành sở dĩ kiên trì xử phạt trình diễm đông, mục đích là muốn hắn khó chịu, muốn cho hắn cảm thấy ái náy, đối với Trương Dương mà nói. Cho dù là xử phạt hắn thì hắn cũng chẳng buồn để ý, nhưng trình diễm đông gặp phải kết quả như vậy sẽ khiến hắn ái náy. Trương đại quan nhân trước khi rời khỏi văn phòng hạng thành ném lại một câu, tôi sẽ kháng nghị quyết định của các anh. Hạng thành không nói gì, Vẻ mặt lực bất tòng tâm, chỉ có bản thân y mới có thể cảm giác được sự thoải mái lúc này, y ý thức được mình đối với Trương Dương là ghét cay ghét đắng trong lòng, tuyệt đối sẽ không bởi vì bất kỳ ai mà thay đổi, cho dù là Tiết lão cũng không ngoại lệ. Trương Dương rời khỏi văn phòng của Hạng Thành, trong lòng hắn có một loại cảm giác thất bại, đám người Hạng Thành cũng không dễ đối phó, quan hệ dịu đi trước kia chỉ là biểu hiện giả dối, sự tồn tại của mình hiển nhiên đã chạm đến lợi ích chính trị của bọn họ, một khi có cơ hội Đám chính khách này sẽ không chút do so dự ra tay với hắn, thủ đoạn của Hạng Thành tựa hồ cao minh hơn trước kia nhiều. Trương Dương lấy điện thoại cầm tay ra, bấm số điện thoại của Trình Diễm Đông, câu nói đầu tiên của hắn là: "Diễm Đông, tôi xin lỗi anh." Trình Diễm Đông nghe Trương Dương kể xong thì không hề cảm thấy buồn bã chút nào, hắn bật cười: "Bí thư Trương, không phải chỉ là xử phạt cảnh cáo thôi ư? Nếu tôi nhớ không lầm, anh đã bị xử phạt vài rồi." ở trong quan trường không chịu chút vấp pháp thì làm sao có thể tiếp tục đi lên. Sự lạc quan của nằm ngoài ý liệu của Trương Dương, Trương Dương nói: "Diễm Đông, tôi vẫn thấy chuyện này có lỗi với anh, rõ ràng là tôi dẫn đầu, sau cùng lại là anh gánh tội." Trình Diễm Đông mỉm cười nói: "Đành chịu thôi, ai bảo anh là thủ trưởng của tôi, hơn nữa bọn họ nói đúng, thân là cục trưởng công an huyện Tân Hải, tôi làm trái với quy tắc, đương nhiên phải chịu trừng phạt." Trương Dương nói: "Diễm Đông, chuyện này tôi sẽ có một câu trả lời cho cậu. Trình Diễm Đông nói, không sao, thực sự là không sao mà, tôi cũng không cảm thấy ủy khuất, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ đánh tôi, tôi đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi, có điều cú đánh này so với dự đoán của tôi thì nhẹ hơn nhiều. Bất kể Trình Diễm Đông đối với xử phạt lần này biểu hiện ra vẻ thản nhiên đón nhận như thế nào thì trong mắt Trương Đại Quan Nhân, chuyện này đã khiến hắn không thể nhịn được nữa, hắn phải có hành động, đám lãnh đạo này bắc cảng này vươn tay quá dài, chuyện Tân Hải bọn họ không được hỏi đến. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới một câu của nghiêm chính, chuyện triệu kim khoa nhảy lầu phải truy cứu trách nhiệm của lãnh đạo tương quan, nghiêm chính nói những lời này, ước nguyện ban đầu hiển nhiên là nhằm vào mình, nhưng chỉ cần mình lợi dụng tốt, chuyện này có thể di rời mục tiêu, trước khi trình diễm đông đến. Bí thư ủy ban chính pháp Tân Hải Chu Tường vẫn là lãnh đạo tối cao của ngành công kiểm pháp, chính sự có mặt của Trình Diễm Đông đã chia mỏng quyền lực của hắn. Mà Triệu Kim Khoa sở dĩ có thể trở thành sở trưởng sở quản xe, cũng là nhờ có sự đề cử của Chu Tường. Trương Đại Quan Nhân tuy rằng không thích Chu Tường, nhưng từ sau khi hắn tân hải tân hải, Chu Tường không hề phạm sai lầm lớn nào. Trương Dương vẫn đang tìm cơ hội tốt để đá Chu Tường đi, để trình diễm đông thay thể vị trí thường ủy chống này. Nhưng Trương Đại Quan Nhân luôn cảm thấy thời cơ chưa chín mùi, vẫn chưa nắm được thóp của Chu Tường. Từ điểm này mà nói, Trương Đại Quan Nhân vẫn là một người lương thiện trên chính trị thông qua xử phạt của lãnh đạo thành phố bắc cảng đối với trình diễm đông trương đại quan nhân bỗng nhiên minh bạch một chuyện một người đương quyền muốn đối phó với cấp dưới của mình căn bản không cần lý do quyền lên tiếng là ở chỗ anh đạo lý cũng là ở chỗ anh đám lãnh đạo bắc cảng khi xử lý trình diễm đông tuyệt đối sẽ không cảm thấy áy náy cũng không ai sẽ cảm thấy trong lòng bất an cho dù người mà bọn họ thật sự muốn xử phạt là trương dương bọn họ làm như vậy mục đích là bảo đảm tiếp tục duy trì quy tắc mà bọn họ đã ngầm thừa nhận Duy hộ quyền lực của bọn họ không bị suy yếu, đây là thế giới quyền lợi của bọn họ, bọn họ có quyền lực chế định quy tắc và duy hộ quy tắc. Xuất phát từ nguyên nhân này, bọn họ có thể không kiêng nể gì phái ra tổ công tác can thiệp công tác bình thường của Tân Hải, bọn họ có thể xử phạt trình diễm đông. Nếu Trương Dương trong chuyện này không làm ra một số phản ứng, không để bọn họ cảm thấy lực lượng của hắn thì bọn họ sẽ được một tất lại muốn tiến một thước. Chương 1613, đánh đòn cảnh cáo 2. Bên trong quan trường không có bất kỳ ai đồng tình với kẻ yếu, đây là thế giới cường giả vi tôn, không phải so ai có đạo lý hơn, mà là đỏ ai mạnh hơn. Trương đại quan nhân nghĩ thấu đạo lý này thì lập tức bình thường trở lại, rất nhiều lúc làm việc không thể quá giảng đạo lý, mình nếu đã sớm muốn đá Chu Tường đi, nếu đã sớm muốn để Trình Diễm Đông tiến vào thường ủy, như vậy căn bản không cần cơ hội, căn bản không cần lý do, lão tử là bí thư huyện ủy Tân Hải, lão tử nói gì thì là thế đó, muốn lý do ư? có lẽ có trương dương tới ủy ban kỷ luật nhìn thấy bộ dạng khập khiễng của thằng cha này trần cương từ trong đáy lòng sinh ra một cỗ khoái ý y thậm chí ước gì trương dương vĩnh viễn què như vậy trong mắt trần cương trương dương đang gặp một hồi nguy cơ chính trị nghiêm trọng hắn y đã làm tốt chuẩn bị đánh rắn dập đầu đương nhiên với phong cách nhất quán của trần cương y sẽ không dễ dàng tự mình ra tay trương dương vẫn là nụ cười tươi giói bí thư trần trần cương ừ một tiếng tuy rằng trong lòng hận thấu xương, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng khách khí tiểu trương à, ngồi đi. Trương đại quan nhân vẫn lựa chọn đứng, đây không phải là vì hắn tôn kính Trần Cương, mà là vì hắn hiện tại ngồi không tiện. Trần Cương ra vẻ quan tâm nói, chân của cậu. Trương Dương nói, bị chật. Trần Cương nói, sao không cẩn thận như vậy, cậu là người đứng đầu Tân Hải, ép nếu có gì sơ suất thì công tác lãnh đạo của Tân Hải ai đi làm. Trương Đại Quan Nhân nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn, thản nhiên cười nói tôi không sao mạng cứng lắm trần cương cười ha ha trương dương cũng cười cười trần cương nói anh tìm tôi có chuyện gì trương dương nói tôi muốn nói chuyện của triệu kim khoa với anh trần cương cầm chén trà trên bàn uống một ngụm rồi nói tiểu trương à thị lý vì chuyện này đã đặc biệt thành lập tổ công tác do đồng chí nghiêm chính phụ trách hiện tại tổ công tác vẫn đang ở tân hải cậu có suy nghĩ gì thì cứ trực tiếp tới bàn với hắn không cần phải đến bắc cảng làm gì những lời này của tổ công tác rõ ràng đang nói với trương dương rằng anh vượt cấp trương dương nói hắn chỉ là một phó bí thư ủy ban kỷ luật không phải là đương gia trần cương nhíu mày thật ra y nghe thấy những lời này của trương dương thì trong lòng vẫn rất thoải mái có thể được kẻ địch khẳng định quyền lực của mình đây cũng là một loại vinh dự trần cương nói tiểu trương à cậu nói như vậy là không tốt đâu ủy ban kỷ luật cũng không phải là của một mình tôi mọi người phân công bất đồng không có ai là đương gia cả Cậu đó, trẻ tuổi, trên nhận thức có chút lệch lạc, chẳng lẽ tất cả chuyện của Tân Hải cũng chỉ có thể là cậu định đoạt ư? Trần Cương tóm lấy cơ hội để nói móc Trương Dương vài câu. Trương Dương cười nói, nếu vậy thì tôi cũng không cần tìm ngài nữa. Trần Cương mỉm cười nhìn Trương Dương, bởi vì thằng ôn này cứ đứng, khiến cho Trần Cương phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy mặt hắn, rất không thoải mái. Trần Cương bỗng nhiên phát hiện, cho dù là Trương Dương đứng, mình ngồi vẫn không sinh ra bất kỳ cảm giác yêu việt trong lòng nào. Trương Dương nói, căn cứ vào tình huống mà chúng ta trước mặt tìm hiểu được, Triệu Kim Khoa hẳn là bị giết, chứng cứ có được ở hiện trường cũng ủng hộ điểm này. Trần Cương nói, có tra được hung thủ không? Trương Dương nói, vụ án này nếu là một kiện mưu sát đơn thuần thì sẽ do công an phụ trách, nhưng bởi vì ở trong nhà Triệu Kim Khoa lục soát ra một khoản tiền lớn, hiện tại đã có thể kết luận hắn tham ô nhận hối lộ là sự thật. Trần Cương nói, chính là vì hắn bị hiểm nghi tham ô cho nên chúng tôi mới phái ra tổ công tác. Trương Dương nói, tổ công tác cũng đã đặc biệt nói qua chuyện này với tôi. Trần Cương nói, tổ công tác đại biểu ý kiến của tôi. Ý tứ của Y rất rõ ràng, anh đừng tìm tôi, cứ đi tìm tổ công tác. Trương Dương nói, chuyện triệu kim khoa tham ô một khi công khai, ảnh hưởng xã hội sẽ rất xấu, phải có người gánh vác trách nhiệm lãnh đạo. Trần Cương giờ mới biết mục đích chân chính mà Trương Dương đến đây, trong lòng y thầm nghĩ, chẳng lẽ Trương Dương chọn dùng phương pháp tiên phát chế nhân, chủ động tới đây gánh vác sai lầm. Thằng ôn này chắc đã đoán trước bọn họ sẽ chọc ngoáy trên vấn đề này, chiếm trước tiên cơ, Trần Cương thầm khen, đầu óc của thằng ôn này khá linh hoạt đấy. Tình thế trước mắt rất bất lợi đối với Trương Dương, sự kiện nhảy lầu triệu kim khoa chưa xong, hắn lại gặp phải chuyện tra án vượt địa bàn, khiến hệ thống công an Bắc Cảng làm tức giận, Thị Lý đã quyết định xử phạt cảnh cáo trong đảng với Trình Diễm Đông, có thể là dưới tình huống như vậy, Trương Dương bị ép bức, cho nên mới đưa ra quyết định chủ động gánh vác trách nhiệm. Trong mắt Trần Cương, đây là một loại chiến lược chính trị, cái này gọi là lấy lùi làm tiến. Trần Cương nói Tiểu Trương à, có thể nhận thức được điểm này. Chứng minh giác ngộ của cậu vẫn rất cao. Lời nói kế tiếp của Trương Đại Quan Nhân khiến Trần Cương ý thức được mình hoàn toàn hiểu lầm ý tứ của hắn rồi. Trương Dương nói, Bí Thư Trần, Thông qua điều tra bước đầu của chúng tôi, Triệu Kim Khoa lúc trước là do đồng chí Chu Tường ra sức đề cử, là lãnh đạo công kiểm pháp của Tân Hải, trong vấn đề đề cử và phân công cán bộ, đồng chí Chu Tường tồn tại sự thất trách cực lớn, trong mấy năm trước đây, độ mạnh yếu của hắn đối với giám thị hệ thống công an rõ ràng không đủ, tạo thành kỷ luật tan rã của hệ thống công an Tân Hải. Nói tới đây Trương Đại Quan Nhân cố ý tạm dừng một chút. Trần Cương nhìn Trương Dương, nụ cười trên mặt tắt hẳn. Hắn bỗng nhiên minh bạch Trương Dương hôm nay tới đây không phải là chủ động gánh vác trách nhiệm, mà là muốn làm khó dễ mình. Trương Dương đang cường điệu kỷ luật của hệ thống công an Tân Hải rời rạc, nói cách khác, hắn là đang nhắc nhở mình, thật sự muốn truy cứu trách nhiệm thì có thể sẽ truy cứu đến em trai Trần Khải của y. Trương Dương tạm dừng một lát rồi nói, thân là người lãnh đạo công kiểm pháp, đồng chí Chu Tường không tạo ra được hết tác dụng mà anh ấy nên làm, sau khi gặp chuyện không may xử lý ứng đối của hắn đối với chuyện này cũng tồn tại sai lầm rất lớn. Tôi cho rằng phải truy cứu trách nhiệm lãnh đạo của hắn, khi tất yếu thì có thể để cán bộ tương quan của Tân Hải phối hợp điều tra, thậm chí truy cứu trách nhiệm quản lý của bọn họ. Trương đại quan nhân đang ám chỉ với Trần Cương, anh đừng có lằng nhằng với tôi, Chu tường tôi chắc chắn phải đá đi, anh nếu chống đối tôi thì lão tử tiếp theo sẽ xử huynh đệ Trần Khải của anh. Trần Cương làm sao có thể không nghe ra thành phần uy hiếp trong lời nói của Trương Dương, Hắn lạnh lùng cười nói, tiểu trương, làm việc cần chứng cớ. Trương Dương nói, chứng cớ đều là cần điều tra, chỉ cần chúng tôi làm tốt công tác điều tra, còn sợ không tìm thấy chứng cớ ư. Trần Cương nói, chúng tôi làm công tác hủy ban kỷ luật không thể có lẽ có được. Trương Dương nói, vậy ai gánh vác trách nhiệm quản lý hành chính hỗn loạn của sở quản xe? Chẳng lẽ bảo Trình Diễm Đông mới đến Tân Hải làm cục trưởng công an mấy tháng gánh vác? Hay là muốn truy cứu trách nhiệm của người tiền nhiệm của hắn? Trần Cương tức giận đến xanh mặt này đồ tiểu tử vô liêm sỉ, cuối cùng cũng ngả bài với mình. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi cho rằng sở quản xe Tân Hải sở dĩ phát sinh loại chuyện này, nguyên nhân căn bản ở chỗ của lãnh đạo công kiểm pháp, ở chỗ thiếu một chế giám thị nội bộ hữu hiệu, vô số kinh nghiệm lịch sử đã chứng minh, thượng bất chính hạ tắc loạn, xà nhà đã lệch thì chúng ta có phải là nên kiểm tra một chút, ngài nói xem có đúng không? Trần Cương nói, chuyện này cậu không nên tìm tôi, nên đi tìm bí thư hạng mà nói. Trương Dương nói, chuyện trong phương diện này vốn chính là ủy ban kỷ luật phụ trách, ngài nếu không đáp ứng thì tôi chỉ tôi chỉ có thể đi tìm ủy ban kỷ luật tỉnh. Ánh mắt Trần Cương tràn ngập oán độc nhìn Trương Dương, thằng ôn này bắt đầu lợi dụng ủy ban kỷ luật tỉnh để uy hiếp mình, Trần Cương gật đầu, cậu đi trước đi, chuyện này tôi sẽ cân nhắc cẩn thận. Trương đại quan nhân cười cười, rời khỏi văn phòng bí thư ủy ban kỷ luật, cảm thấy cơn tức trong lòng cuối cùng cũng vơi đi một chút hắn gọi điện thoại cho phó bí thư lưu diễm hồng của ủy ban kỷ luật báo cáo chuyện gần đây lại với cô ta lưu diễm hồng nghe nói trương dương bị trúng đạn thì cũng chấn động cô ta quan tâm nói không sao chứ trương dương cười nói không sao chỉ sượt ra thôi lưu diễm hồng thở dài nói tôi đã nói với cậu rồi làm việc đừng cấp tiến như vậy nhất định phải tiến hành theo tuần tự từ chuyện này cho thấy tấm màn đen của bắc cảng so với những gì mà chúng ta nghĩ thì còn dày hơn nhiều Trương Dương nói, chị Lưu, đám lãnh đạo Bắc Cảng hình như hình thành một liên minh công thủ với nhau, chuyện niêm phong hưng long hiệu không trách được Diễm Đông, nhưng bọn họ cứ phải xử phạt cảnh cáo trong đảng với Diễm Đông. Lưu Diễm Hồng nói, bọn họ không phải nhằm vào trình Diễm Đông, mà là nhằm vào cậu, mục đích là cho cậu một bài học, ai bảo cậu không nghe lời. Trương Dương nói, đám giả đó rất âm hiểm, có oán khí đối với tôi nhưng không dám trực tiếp nhắm vào tôi, không ngờ nghĩ ra chiêu số nham hiểm như vậy. Lưu Diễm Hồng cười nói, cậu dám nói Trình Diễm Đông không sai chút nào không? Trong mắt cậu Trình Diễm Đông là cấp dưới của anh, nhưng trong mắt lãnh đạo thành phố Bắc Cảng, các anh đều là cấp dưới của hắn, một cấp dưới không nghe lời đã đủ phiền toái rồi, huống chi lại đến hai, phiền toái nhất, Trình Diễm Đông quá nghe lời cậu, cậu làm quá trắng trợn, ai cũng có thể nhìn ra cậu đang xây dựng một đoàn thể chính trị thuộc về cậu. Chương 1614, đánh đòn cảnh cáo ba. Trương Dương nói, tôi không kéo bè kết phái, mục đích của tôi là muốn biến Tân Hải trở nên tốt hơn, và lại họ đông như vậy, tôi không thể nào chiến đấu một mình được. Lưu Diễm Hồng nói, ai bảo cậu chiến đấu một mình? Cùng là một chuyện, phương pháp xử lý bất đồng có thể tạo thành hậu quả bất đồng, chuyện hưng long hiệu, cậu căn bản là không cần phải tự mình đi làm, cậu hoàn toàn có thể thông chi cho cảnh sát Bắc Cảng. Trương Dương biết Lưu Diễm Hồng cũng không biết tình huống thực tế của Bắc Cảng, dưới tình huống lúc đó nếu lựa chọn thông chi cho phía Bắc Cảng trước, chỉ sợ Hưng Long Hiệu đã sớm chạy mất rồi, căn bản không thể bị bọn họ bắt quả tang. Lưu Diễm Hồng nghe thấy hắn nửa ngày không nói gì, bảo sao? Không phục à? Trương Dương nói, việc không nên làm cũng đã làm rồi, bọn họ có thể làm một thì tôi cũng không ngại làm 15. Lưu Diễm Hồng cười nói, cậu muốn làm thế nào? Trương Dương nói ra chuyện mình vừa rồi đi tìm Trần Cương. Lưu Diễm Hồng nói, Trần Cương sẽ không đáp ứng, cho dù hắn đáp ứng thì lãnh đạo thành phố Bắc Cảng cũng sẽ không đồng ý, cậu thế này gọi là khiêu chiến vượt cấp có biết hay không? Lãnh đạo ghét nhất loại người như cậu đó. Trương Dương cười nói, tôi cũng thấy nắm chắc không lớn, cho nên muốn tính trưởng lưu tạo cho bọn họ một số áp lực. Lưu Diễm Hồng nói, có ý gì? Trương Dương nói, Bắc Cảng nếu có thể phái tổ công tác tới chỗ tôi thì chị cũng có thể phái tổ công tác tới chỗ họ, bọn họ có thể lợi dụng tổ công tác để tiến hành thay nhau oanh tạc chúng tôi, chị cũng có thể, cho bọn họ chút áp lực đi, khiến bọn họ ước gì chuyện này mau qua đi, tùy tiện đẩy ra một người gánh trách nhiệm là được rồi." Lưu Diễm Hồng nói, "Thằng Ôn cậu thật sự là trăm phương ngàn kế, lần này nhất định phải đá Bí thư ủy ban chính pháp Tân Hải đi mới cam tâm." Trương Dương nói, "Thằng cha này ôm hố xí không chịu ỉa, tôi đã thấy hắn trướng mắt lâu rồi, trước đây tôi không tóm được thóp của hắn, lòng còn nhân từ, nhưng hiện tại bỗng nhiên phát hiện, lăn lộn ở trong quan trường thì không thể quá chú ý tới đạo nghĩa." Sử hắn cần phải lý do ư? Ba chữ có lẽ có là đủ rồi. Đầu kia điện thoại, Lưu Diễm Hồng không biết vì sao trầm mặc, qua một lúc lâu cô ta mới, "Trương Dương, tôi biết." Lưu Diễm Hồng sau khi gác điện thoại thì tâm tình rất phức tạp, tuy rằng cô ta không nhìn thấy Trương Dương, nhưng cô ta đã cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi trên người Trương Dương, cô ta không thể hiểu rõ đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Lưu Diễm Hồng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nhớ tới buổi tối hôm nay hẹn Tống Hoài Minh đi ăn cơm cô ta đứng dậy mặc áo khoác tống hoài minh và lưu diễm hồng đã rất lâu rồi không ăn cơm cùng nhau đây không phải bởi vì thị hiềm trên thực tế sau khi trải qua phong ba chuyện xấu lần trước hai người đều trải qua khảo nghiệm trên cương vị đều được đề thăng sau khi tống hoài minh chính thức trở thành người đứng đầu bình hải lời đồn đại nhảm nhí về tác phong sinh hoạt của y đã tuyệt tích tới vị trí hiện giờ của tống hoài minh nếu một người muốn lợi dụng vấn đề tác phong sinh hoạt để lật đổ y thì căn bản là điều không thể Huống Chi Tống Hoài Minh đi nghiêm ngồi thẳng. Lưu Diễm Hồng Minh Bạch, giữa mình và Tống Hoài Minh càng ngày càng có khoảng cách, loại khoảng cách này là do vị trí của bọn họ tạo thành, từng có một độ cô ta thử coi Tống Hoài Minh như bạn học của mình, là bạn bè mà mình không có gì phải giấu diếm. thậm chí cô ta cô ta từng coi Tống Hoài Minh trở thành người yêu của mình, nhưng hiện thực lại khiến cô ta dần dần tỉnh táo lại, tuy rằng Tống Hoài Minh ở trong lòng cô ta vẫn hoàn mỹ, nhưng nam nhân hoàn mỹ này tuyệt đối không thuộc về mình. Cô ta phải xếp chuẩn vị trí của Tống Hoài Minh trong cảm nhận của mình. Hắn chỉ có thể là lãnh đạo của mình, quan hệ duy nhất nên phát sinh giữa bọn họ chính là quan hệ công tác. Nụ cười của Tống Hoài Minh vẫn khiêm tốn, bất kỳ lúc nào y cũng vẫn vẫn duy trì phong độ của người khiêm tốn, Lưu Diễm Hồng vẫn động lòng, cô ta cô ta đã có thể dùng lý trí để khống chế tốt bản thân. Tống Hoài Minh đặc biệt tới sớm hơn 5 phút, là đàn ông nên như vậy, nhìn thấy Lưu Diễm Hồng đi vào trong phòng, Tống Hoài Minh lịch sự đứng lên giúp cô ta treo áo lên mắt, lại đi tới kéo ghế cho cô ta ngồi. Lưu Diễm Hồng cười nói, tôi Hà Đức Hà năng năng, không ngờ có thể cho được bí thư Tống làm đi theo làm tùy tùng cho tôi. Tống Hoài Minh bật cười, nơi này không có bí thư Tống, chỉ có bạn học cũ. Lưu Diễm Hồng ngồi xuống, Tống Hoài Minh đưa menu cho cô ta. Lưu Diễm Hồng nói, anh chọn giúp tôi đi. Tống Hoài Minh gật đầu, gọi vài món thức ăn rồi báo cho nhân viên phục vụ. Đề tài của bọn họ vẫn quay chung quanh công tác, Lưu Diễm Hồng nói, gần đây liên tiếp xử lý 6 cán bộ cấp ban, 15 người cấp phó ban, nhân viên tương quan cũng không ít, so sánh với năm rồi thì hành vi tham ô hủ bại năm nay có tăng không giảm. Tống Hoài Minh nhíu mày, nói khẽ tham lam đối với rất nhiều người mà nói là dụ không thể kháng cự, Giang Thành, Nam Tích trước sau đều xảy ra đại tham ô, chúng ta cũng đã tiến hành xử lý nghiêm túc, dưới tình huống như vậy không ngờ vẫn còn có người bí quá hóa liều. Lưu Diễm Hồng nói, gần đây xảy ra hai chuyện mang tiền công bỏ trốn. Những phần tử tham ô này so với thủ đoạn trước đây thì càng đa dạng hơn, cân nhắc cũng toàn diện hơn. Bọn họ trước khi sự việc bại lộ thường thường sẽ an bài đường lui. Một khi gặp gió thổi cỏ lai gì sẽ lập tức lẩn trốn. Tống Hoài Minh tức giận nói, đừng tưởng rằng chạy trốn tới nước ngoài là có thể nhở như ngoài vòng pháp luật. Nhất định phải truy tra tiếp, lợi dụng tất cả thủ đoạn có thể để xử lý những phần tử tham ô này. Lưu Diễm Hồng nói: "Theo sự phát triển của thời đại, công tác của Ủy ban kỷ luật chúng tôi càng lúc càng gian khổ, Bí thư Tống, anh biết bộ môn nào hiện tại oán giận chúng tôi nhất không?" Không đợi Tống Hoài Minh trả lời, Lưu Diễm Hồng nói tiếp: "Bộ Tổ chức, nhìn thấy bộ trưởng Tiêu là tôi nói với hắn, xin bộ tổ chức về sau chọn lựa cán bộ nghiêm khắc hơn một chút, trăm ngàn đừng tuyển một số sâu mọt vào trong đội ngũ đảng chúng tôi." Tống Hoài Minh nói: "Trước khi tiến vào đội ngũ này rất thuần khiết, nhưng sau khi tiến vào cũng từ từ biến chất, tôi thấy phải giải quyết vấn đề tham ô hủ bại từ căn bản, nhất định phải thay đổi quan niệm của bọn họ, chỉ có tạo dựng lên nhân sinh quan chính xác thì mới có thể cam đoan tính thuần khiết của đội ngũ cán bộ. Lưu Diễm Hồng nói, tôi tuy rằng là cán bộ của Ủy ban kỷ luật, nhưng tôi không tin có thể giải quyết vấn đề tham ô hủ bại từ căn bản. Tống Hoài Minh mỉm cười nói, cô từ lúc nào trở nên bi quan như vậy? Tôi nói căn bản cũng không phải là tuyệt đối chúng ta phải xây dựng một đại hoàn cảnh và khiến ngọn gió liêm khiết thổi khắp đội ngũ cán bộ của chúng ta. Lưu Diễm Hồng nói, Bí Thư Tống nghe nói sở trưởng sở quản xe Tân Hải Triệu Kim Khoa nhảy lầu chưa? Tống Hoài Minh gật đầu, sao? Chuyện có kết quả chưa? Bởi vì phát sinh ở Tân Hải, y tất nhiên đặc biệt chú ý một chút. Lưu Diễm Hồng lắc đầu nói, manh mối gián đoạn, trước mắt chỉ có thể kết luận hai chuyện, một là Triệu Kim Khoa là bị giết, hay là triệu kim khoa lúc còn sống tồn tại hành vi tham ô hủ bại nghiêm trọng, chỉ tiền lục soát được từ trong nhà hắn đã có tới hơn 200 vạn. Tống Hoài Minh giật mình, trong thanh âm của y tràn ngập phẫn nộ, một sở trưởng sở quản xe cấp huyện nho nhỏ không ngờ đã tham ô nhiều tiền như vậy, sau lưng hắn nhất định tồn tại vấn đề rất lớn, là ai để bạt phân công cán bộ như vậy? Hắn là thông qua cách gì mới có thể được nhận chức vị trọng yếu như vậy? Hắn là bị ai giết? Giết hắn rốt cuộc là để bảo vệ ai? Lưu Diễm Hồng nói, người này vừa chết, rất nhiều manh mối liền bị gián đoạn. Tống Hoài Minh nói, tiếp tục tra, cho đến khi điều tra rõ mới thôi. Lưu Diễm Hồng nói, Trương Dương muốn lợi dụng chuyện này để tiến hành điều chỉnh ban lãnh đạo Tân Hải. Tống Hoài Minh nói, thằng ôn này đi đâu là gây chuyện tới đó. Lưu Diễm Hồng nói, vấn đề của Bắc Cảng không đơn giản, trước mắt tất cả bị vạch trần ra mới là bề nổi, nếu muốn thâm nhập sâu hơn thì phải quấy tung cái vũng nước đục này khiến con cá lớn ẩn sâu bên dưới trồi lên mặt nước. Tống Hoài Minh nói, bên trong cặn càng nhiều thì muốn quấy vũng nước này càng khó. Y biết mục đích Lưu Diễm Hồng nói những lời này, khi cần thiết có thể cho hắn một số trợ lực. Lưu Diễm Hồng nói, Trương Dương so với trước đây thì thành thục hơn rất nhiều. Khi những lời này, cô ta đột nhiên nhớ tới vừa rồi khi trò chuyện với Trương Dương, hắn đã nói từ có lẽ có. Tống Hoài Minh nói, người ta rồi cũng sẽ lớn dần, trưởng thành nhanh chóng trong chính trị, thường thường từ lúc bắt đầu đảm nhiệm trước đứng đầu một nơi nào đó. Y khí định thần nhàn uống ngụm trà, nói khẽ chuyện Tân Hải bỏ huyện lập thành phố đã thành kết cục đã định, sắp tới chắc sẽ chính thức có công văn xuống, tương lai vị trí thường ủy Bắc Cảng có lẽ sẽ có biến động. Mắt lưu diễm hồng sáng ngời, từ trong những lời này của Tống Hoài Minh có thể biết được, Tống Hoài Minh sớm có an bài đối với chuyện của Trương Dương rồi, y rõ ràng đang để lộ ra một tin tức chính xác chỉ cần công văn chính thức để Tân Hải Bỏ huyện lập thành phố được đưa xuống, Trương Dương bước tiếp theo chính là Thường ủy thành phố Bắc Cảng. Chương 1615, huynh đệ 1. Trương Đại quan nhân chủ động đi gặp cục trưởng công an thành phố Bắc Cảng Viên Hiếu Công, hắn và Viên Hiếu Công không có bất kỳ thành phần khoái trá nào với nhau. Viên Hiếu Công nhìn thấy Trương Dương tới, câu nói đầu tiên là: "Đồng chí Trương Dương, tôi vừa hay đang định đi tìm anh đây." Trương Dương gật đầu, hắn nhìn nhìn mình khập khiếng đi tới sofa ba người rồi ngồi xuống hắn đặt cái chân bị thương lên sofa cười nói chân tôi có thương thích viên cục đừng để ý vẻ mặt của viên hiếu công rất lãnh đạm gật đầu y không ngờ đứng dậy đi đến bên cạnh trương dương chân sao mà bị thương trương đại quan nhân nói bị bắn viên hiếu công chân mày cao lại ánh mắt nhìn trương dương cực kỳ phức tạp trong đó có không hiểu và có chất vấn y nói khẽ không cần tôi nhắc nhở anh chứ xảy ra loại chuyện này thì phải ngay lập tức báo cáo với cảnh sát. Trương Dương cười cười, viên cục biết chưa, người lừa tôi là nghiêm kim vượng, trước đây hắn làm ở thương mậu Minh Đức, đây cũng là nguyên nhân chân chính mà tôi tới chỗ nhị đệ anh. Viên Hiếu Công nói, anh vẫn hoài nghi chuyện xảy ra gần đây đều có liên quan tới nhị đệ của tôi. Trương Dương nói, nghiêm kim vượng đã chết. Viên Hiếu Công gật đầu nói, đúng, anh là người biết chuyện này, cần phải giải thích rõ trương dương nói viên cục tối hôm qua chiếc mercedes việt giã mà tôi tìm được ở hưng long hiệu lại bị người ta trộm đi viên hiếu công nói anh vì sao không báo án chẳng lẽ anh vẫn muốn tự mình làm chuyện này anh có biết hành vi của anh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến điều tra của chúng tôi không mặc dù anh là cán bộ quốc gia cũng không có đặc quyền chỉ với hành vi hiện tại của anh chúng tôi đã có thể truy cứu trách nhiệm của anh trương dương nói viên cục nếu tôi không nói chuyện xảy ra tối hôm qua TH không có bất kỳ ai biết cả. Tôi hiện tại tới đây là muốn bình tĩnh phân tích một chút về chuyện này với anh, anh có cảm thấy chuyện này rất kỳ quái không? Viên Hiếu công có chút không hiểu nhìn Trương Dương, cho tới bây giờ y vẫn không rõ mục đích chân chính lần này Trương Dương tới đây. Viên Hiếu công ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, nói khẽ anh muốn nói gì? Trương Dương nói có người ở hướng đầu mâu tới nhị đệ của anh, tôi không biết hưng lòng hiệu rốt cuộc có liên quan gì tới hắn hay không, nhưng nghiêm kim vượng này trước đây từng là nhân viên của hắn thì không có gì phải bàn cãi. Sau khi tôi bị tập kích, có người gọi điện thoại nói cho tôi biết, tất cả mọi chuyện đều là viên hiếu nông sắp đặt. Viên hiếu công không hề tức giận, nghe Trương Dương nói như vậy thì y ngược lại càng bình tĩnh, đồng chí Trương Dương, bất kỳ sự lên án không có chứng cứ đều không chắc chắn, viên hiếu nông tuy rằng là nhị đệ của tôi, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà thiên vị hắn, chuyện hưng long hiệu đã điều tra rõ rồi, chủ thuyền là Lý Vượng Cửu, hắn và nhị đệ tôi quả thực từng có làm ăn với nhau nhưng không thể vì vậy mà kết luận nhị đệ tôi là chủ mưu phía sau màn chuyện của nghiêm kim vượng cũng vậy chuyện này tôi cũng đã điều tra một tuần trước nhị đệ tôi đã khai trừ hắn khỏi công ty hành vi của hắn cùng với hậu quả tạo thành không thể bắt nhị đệ tôi gánh vác nói tới đây y tạm dừng một chút nhìn thẳng vào mắt trương dương rồi nói có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là ai đã nói những lời hoang đường này với anh không trương đại quan nhân thầm nghĩ trong lòng rốt cuộc là thật là giả tôi cũng không rõ lắm, anh một mực chắc chắn là hoang đường, còn không phải muốn che chở cho huynh đệ của anh ư, có điều trương đại quan nhân không thừa nhận cũng không được, ở trong tay hắn hiện tại căn bản là không có chứng cứ viên hiếu nông phạm tội, từ khi hắn nhận được cú điện thoại thần bí đó đã bắt đầu từng bước bị người ta dắt mũi, trương dương bỗng nhiên phát hiện, phiền toái sau cú điện thoại đó cũng không ngừng kéo tới, trương đại quan nhân trước giờ cũng không là người thích bị người khác dắt mũi. Chính là vì như vậy, hắn mới chủ động đi tìm viên hiếu nông trương dương lạnh lùng nói có phải hoang đường hay không thì tôi không rõ lắm tôi chỉ biết là tìm được chiếc xe đó ở hưng long hiệu viên hiếu công nói tiểu trương anh và nhị đệ của tôi trước đó từng có mâu thuẫn gì không trương dương lắc đầu trước khi chuyện này phát sinh tôi không biết hắn viên hiếu công thở dài nói anh có từng nghĩ người gọi điện thoại này cố ý chế tạo hoang đường khơi mào mâu thuẫn giữa anh và hiếu nông trương dương nói tôi ở bắc cảng không có kẻ thù viên hiếu công nghĩ thầm không có mới là lạ ai chẳng biết trương dương anh chính là một kẻ chuyên gây rắc rối đi đến đâu là gây chuyện tới đó hiện tại không ngờ lại ở trước mặt tôi giả vờ vô tội tưởng tôi dễ lừa vậy ư viên hiếu công nói tiểu trương à tôi hy vọng anh phải bảo trì bình tĩnh trăm ngàn lần đừng trúng bẫy của người khác trương dương nói viên cục vì sao sự kiện sự kiện đều có liên quan tới nhị đệ của anh lý vượng cửu là bạn tốt của hắn lần này nghiêm kim vượng hãm hại tôi trước đây lại là nhân viên của hắn anh có thể giải thích giúp tôi không viên hiếu công nói hiếu nông có lẽ đắc tội với ai đó hoặc là anh đắc tội với ai đó hắn ở sau lưng cố ý chế tạo sự tình khơi mào mâu thuẫn giữa các anh nói tới đây viên hiếu công bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cùng chung mối thù ngay từ đầu y đã không muốn xé rách ra mặt với trương dương bối cảnh của trương dương y hiểu rõ những hành động trước đây của Trương Dương Y đã đã điều tra một phen rồi, không ai muốn có một kẻ địch như vậy, lần này Viên Hiếu Công vô cùng bị động, là Trương Dương chủ động tìm tới bọn họ, hiện tại nhìn thấy có cơ hội làm dịu quan hệ, Viên Hiếu Công trong lòng cũng khẽ động. Trương Dương nói, nếu để tôi tìm ra tên này, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Viên Hiếu Công nói, nếu tất cả chỉ là hiểu lầm. Trương Dương nói, chuyện này rốt cuộc có phải hiểu lầm không thì chỉ có các anh mới có thể tra ra viên hiếu nông nên hiểu rõ hơn bất kỳ ai, rốt cuộc là ai muốn hại hắn. Trương Dương rời đi không lâu, viên hiệu công tới nhà nhị đệ viên hiếu nông. Viên hiếu nông ở khu ngoại ô phía nam Bắc Cảng có một ngôi biệt thự, trên núi Hải Đăng gần bờ biển, Hải Đăng sớm đã không còn, chỉ còn là một dãy biệt thự mới khai phá. Viên hiếu nông nghe nói đại ca đến, vội vàng ra cửa đón, nơi này chỉ có hắn và tình nhân lưu điểm của hắn ở. Bình thường trừ mấy huynh đệ ra thì cũng không có ai khác biết nơi này. Viên Hiếu nông nói, đại ca, anh tới đây làm gì? Em đang định buổi tối tới chỗ anh đây. Viên Hiếu công mặt không chút thay đổi ư ừ một tiếng, nhìn chung quanh biệt thự xa hoa này một chút, lưu điểm trang điểm xinh đẹp từ trên cầu thang đi xuống, ngọt ngào gọi, đại ca, anh tới đây à, mời anh ngồi, anh ăn chưa? Hay là cùng ra ngoài ăn nhé? Viên Hiếu công trên mặt vẫn không nở nụ cười, y ngay cả chào hỏi lưu điểm cũng chẳng thèm, xoay người đi ra cửa. Viên Hiếu Nông nhìn thấy đại ca đi rồi, chừng mắt lườm Lưu Điềm một cái, Lưu Điềm vẻ mặt vô tội, cô ta thật sự là không nghĩ ra mình có chỗ nào không phải. Viên Hiếu công tiến vào bên trong xe của mình, Viên Hiếu Nông không bao lâu liền đi tới, kéo cửa xe ngồi vào, cười bồi nói, đại ca, sao không vào ngồi. Anh ngại nữ nhân đó phiền à, để em bắt cô ta đi. Viên Hiếu công khởi động khởi động, nói khẽ chúng ta ra đê lớn đi dạo xe chậm rãi chạy trên đê vây quanh biển lớn viên hiếu nông có chút không yên nhìn đại ca từ sau khi ô tô khởi động đại ca vẫn chưa nói với hắn một câu nào viên hiếu công điều khiển ô tô đi xuyên qua cảng khu mới tới vịnh mẫu lệ nơi đó đã có hai chiếc ô tô đỗ ở đó lão tam viên hiếu binh lão tứ viên hiếu thương tất cả đã năm huynh đệ chỉ còn thiếu viên hiếu học viên hiếu học hiện giờ đang học ở ở kinh thành cũng là người có bằng cấp cao nhất trong các huynh đệ viên hiếu công đỗ xe lại dẫn ba huynh đệ đi xuống vịnh mẫu lệ, nhìn nước biển xa xa, gió biển rất lớn, thổi bay tóc và quần áo bọn họ. Viên hiếu nông mũi có chút mẫn cảm, bị gió lạnh kích thích, hắn không nhịn được hắt xì một cái. Viên hiếu công rừng chân nhặt một con hào từ dưới đất lên, rất nhỏ, sự phát triển của thành thị khiến nơi này xuất hiện những thứ hiện đại rất nhanh, mà theo đó cũng sinh ra ác hóa sinh thái, trong gió biển cũng không còn loại mùi muối trước kia nữa, thay vào đó là một loại mùi kỳ quái hỗn tạp khói dầu viên hiếu công nói ba đứa còn nhớ lúc nhỏ tôi cơ hồ mỗi ngày đều dẫn các cậu ra biển bắt cá không viên hiếu nông gật đầu nói đến ký ức ngày xưa hắn là người nhớ rõ nhất lúc đó trong nhà rất nghèo để đảm bảo được no bụng mỗi ngày đại ca đều dẫn họ ra biển bắt hải sản viên hiếu công nói cha mẹ chúng ta mất sớm nếu không phải là năm anh em ta đồng lòng chỉ sợ không ai sống được đến bây giờ viên hiếu thương nói đại ca không có anh thì không có bọn em Viên Hiếu Công mỉm cười, bất cứ lúc nào, các cậu đều là cột trụ lớn nhất của tôi, các cậu còn nhớ không, có một năm, chúng ta qua đây bắt cua lông đỏ, chúng ta rất vui, chuẩn bị mang ra chợ bán đổi lấy gạo, và cặp sách cho lão ngũ đi học, nhưng chúng ta gặp đám lưu manh lưu xuyên, hơn 10 đứa bọn chúng cướp đồ của chúng ta. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 192